sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra tê chan ta linh khê quỳ ma nê đi bê rắc thê cha ga mê ta ru quanh na ga hành nê ghê ha quát thum hi khét tê phùng ma cha gian tu đề hoa cha la tha la quy sa mê giang kha gan tham bạc na ga tình than ta san ti kê giang mù ni quan ra quan cha năng xa tha vô mê su nan tu tham ma sa quan na ca lô a dâm pha đan ta tham ma sa quan na ca lô a dâm pha đan ta tham ma sa quan na ca lô a dâm pha đan ta ba tòa thanh tịnh bồ đề mười phương thiên chúng hội về nghe kinh pháp màu diệt tận vô minh pháp màu độ khổ sinh linh vạn loài từ dục giới vân đài sáu cõi đến thiên cung sắc giới hữu hình chư thiên đã tạo duyên lành do theo phước quả thiện sanh đến giờ các ngài ngự bến bờ đồng ruộng hoặc hư không châu quận thị phường non xanh rừng rậm đất bằng hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng càng thác bà long chủng nơi nơi đầm ao thành quách lâu đời hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ đạo thậm thâm kiên khổ khó vào ngày tàn tháng lụng qua mau đắm si trần cảnh đuối đầu tử sanh đây là giờ chuyển kinh vô thượng đây là giờ đọc tụng pháp âm lời vàng ý nghĩa cao thâm xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bua tha sa cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lánh giữ lời quần sanh iti Số pha ga quá a ra hăng sam ma sam bua thô cha cha ra na sam pan lo su ga to lo ca quy đô a nu ta rô pu ri sa đam ma sa ra thi san tha đê qua ma nu sa năng bua thô pha ga quá ti hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đầy ơn đức thiện thệ cao dày bậc thế gian dạy chỉ bài chân tâm vô thượng sĩ đoạn mầm ách phược bậc trọn lành điều ngự trượng phu trời người quy phục đạo sư bậc thế tôn hiển chân như độ đời Xoa kha tô pha ga qua ta thầm mô sanh đinh thì cô a ca li cô ê hi pa si cô ô ba na di cô bành chấp tăng quê đi tâm bồ huỳnh nhu hi ti pháp bất diệt cha lành khéo dài lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn vượt thời gian vượt không gian thiết thực hiện tại nhiên tọa tường pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ lìa si mê xả bỏ vọng trần trí nhân ngộ tánh chân nhân tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường
Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho Ujjupatipanno Bhagavato Sāvakasangho Nyāyāpatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sammicchāpatipanno Bhagavato Sāvakasangho Yadi dang jatta ripuri sayuga ni antha purisa bungala e safagawato sa wakasangko ahunayo pahunayo dang khinayo anchalikaraniyo anuttarang punyap khet tang lokasati. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phàm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Vanda mi che ti yang sap bang am bat tha ne su ba tin thi tang sa ri di ka tha tu ma ha bo thin bu tha ru bang sa ka lang sa da vanda mi che ti yang Sam bang sap bat tha ne su ba tin thi tang sa ri di ka tha tu ma ha bo thin bu tha ru bang sa ka lang sa da wan da mi che ti yang Sam bang sam bat tha ne su ba tin thi tang Sa ri ri ka tha tu ma ha bo thin bu tha ru bang sa ka lang sa da. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra tham mom hi cha rang anati to ya thi tham mom hi ya thin anati to ma ra na tham mom hi ma ra nang anati to sam be hi me bi ye hi ma na be hi na na fa wo wi na fa wo Kamma sa com hi kamma da ya do kamma yo ni kamma ban thu kamma pati sa ra no yang kammang ka ri sa mi kam ya nang wa ba ba kang wa da ya do Và quyết xa mi ế quang âm hê hi à tinh hằng bắt cha quách khi tập bằng. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành. Thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. Bù chê mi búa thăng cú tu mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu móng khăn bùm phăn mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quỳ na sa pha văn
bu chê mi tham măng cú sù mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tù móng khăn bùm phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa phá quăng bù chê mi sang khang cú sù mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tù móng khăn bùm phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa phá quăng dân qua cúng đến Phật Đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tấm thân tứ đài khỏi sao điêu tàn dân qua cúng đến Đạt Ma nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tấm thân tứ đài khỏi sao điêu tàn dân qua cúng đến tăng già nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn sập mê sanh ta quê ra hoan tu sục khi ta hoan tu nên đúng kha hoan tu âm gia bát cha hoan tu ani kha hoan tu đi kha du ca hoan tu a ro ga hoan tu sam bát ti hi sam mít chan tu su khi at ta năng ba ri ha răng tu đúng khắp bát ta cha nít đúc kha và dập bát ta cha niệm phá gia số cáp bát ta cha niệm số ca hoan tổ sâm bê bì ba ni nô nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh ba cõi sáu đường an vui dứt trừ cái nhiều đời bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan rời xa nhiễu hại nguy nan bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lợi cầu chúng sanh ít bệnh sống lâu thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày nguyện cho an lạc từ nay dứt trừ khổ não đáng cay oán hờn dứt trừ kinh sợ tiếc thương bao nhiêu tai nạn ưu phiền từ ly ngưỡng cầu tam bảo chứng tri sống đời thanh hạnh từ bi vẹn toàn. U ca sa ma văn phần tê quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha bần cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm pi ma văn phận tê quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha bần cha si la cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm pi ma dằn phận tê quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch ngài Trí Đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Trước tiên cái lễ chư tôn trên đức tăng, trong lễ anh em mà chúng tôi được gặp,
chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào sĩ Quyên Như, đạo hữu Hoàng Phương, sĩ Trần Đạo, sĩ Meta, sĩ Thị Lâm, đạo hữu Ai Kê Ông Đó, sĩ Như Quang và đạo hữu La Vì. Xin được thay mặt Như Tăng truyền thân quy và ngũ giới đến đạo tràng và phổ hiệp. Buddhang Sarang Gacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Thammang Sarang Gacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham Sarang Gacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam Vi Buddhang Sarang Gacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam Vi Thammang Sarang Gacchami, Con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang khang sa nang ga cha mi. Con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pi buddhang saranang gacchami. Duttiyam pi thammang saranang gacchami. Duttiyam pi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami. Tatiyam pi thammang saranang gacchami. Tatiyam pi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thị Sa-ra-na-ca-đăng Ni-thi-tăng Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A-ma-phan-tê và chúng con xin vâng. Ba la di ba ta về ra mặt đi sẽ cao với năng tâm ma di cha mi vâng xin vâng như điều học là quy chánh xa sĩ sát sanh a đình na đa na về ra mặt đi sẽ cao với năng tâm ma di cha mi vâng xin vâng như điều học là quy chánh xa sĩ trộm cắp ca mê su mi cha cha ram về ram an đi sẽ không nên xem anh ya mi con xin mọi người đều học là quy y chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về ram an đi sẽ không nên xem anh ya mi con xin mọi người đều học là quy y chánh xa sự nói dối Sura me ra yamai chapamadatana Vera mani si khóc nên sa mani yami Còn xin mọi người đều học là quy chánh xa chỉ uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta Vera mani si kha ba đăng sa mani yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana, veramani sikha
Kha ba đằng sa ma đi già mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra. Quê ra ma ni sikh kha ba đằng sa ma đi già mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayamat Chapa Ma Dattana Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin giữ điều là cố ý tránh xa rượu. Imani banjasika badane sadukang katuang apamade nanichakala sammarathita bang kiva tư sau khi thọ trì tam quy mùng giới nơi tam bảo rồi. Phải rất mừng giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phần tê dạ chúng con xin vâng. Sile na sukhatin yuanti, sile na phuka sambhada. Sile na nebutin yuanti tasman, silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về quay trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử và ráng tọa trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thú sa thú sa thú. Uttamang ghe na văn đề hăng ba đà băng sung hòa rúa ta măng bùa thế vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na văn đề hăng thâm mạnh cha đu quỳ thăng hòa răng thâm mê vô khả lý tô đô sô thâm mô khả ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na văn đề hăng sang khanh cha đu vi thố tam măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh ngài trí đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Thế thần hạt tha sư bí tao vô rô na ha bụt tha sa sa nê a rô ga sư bí tao hô tha sa sâm bê hị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú sa thú. Giang kinh chỉ cu sa la cam măng cảnh tâm băng kỳ duy giang ma ma ca dê na wa ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê san ta san nhị nô an thì dê cha san ta san nhị nô ca tăng puôn nhà pha lăng mê hăng sâm bê pha ghi pha quan tu tê Ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng puôn nhà pha lăng ma ya ye cha tăng tha na cha nam thì đề hoa gắn toa ni huê đà dung sam bê lô cam hi ye san ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phán tô ma ma chê ta sa ti Karani yaman thakusale na yan tang san tang badang afisa mang cha sang ko uchu cha su uchu cha su wachu cha samudu anatima
Ni san tu sa ko cha su fa ro cha am ba kin cho cha sam la hu ka wo ti sam tin tri yo cha ni pa ko cha am ba gam po le su ananu gin tho Na cha khu đăng tham ma cha re kinh chi ye na win yu pa re o pa wa de yung su ki no wa ke mi no hon tu sam be san ta pa wan su ki tan ta ye ke chi ba na phu tam thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka nu ka thu la đến tha wa ye wa an đến tha ye cha du re wa san ti ya vi du re Phụ ta hòa xăm phà quê xí hòa xăm bê sánh ta phà quan tu su khi tặng ta. Na bà rô bà răng ni cung bê thanh na tìm anh nhê thà cánh thà chi năng. Kinh chi bia rô sàn na bà ti khà sàn nha. Năng nhà mạnh nhá xà đúng khà minh chê ya ma ta ya tha ni giang vua tăng. Ayusa e kapu tamanu rangke e wambi samba fute sumana samfa waye aparimanang Me tancha samba lokas min mana samfa waye aparimanang Uthang atho cha tiriyan cha samba thang awe rang sabat tang Tinh thần cha rằng ni sinh no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta minh tho e tăng sa tinh a tinh thầy ya brahma me tăng vi ha rằng ni tham a hu đinh thinh cha nu ba gam ma si la wa da sa ne na sam pan no ca mê su vi ne ya ghê thang na hi cha tu gam pha se yang Bù na rê tì tì. Si rác mình mê búa thà sánh thô. Sa ri búa tô cha đắng khi nê. Qua mà ăn xê móc gần lá nô. Bù ra tô bị tắt tà giăng. Bánh chì mê ma ma à nán đô. Khi na sa qua cha túa đi xa. Sa man ta lo ka ba la cha in da de wa sa pram ma ka e te sang anu fa we na sam be pha ya u ban da wa a ne ka an ta ra ya bi wi na san tu a se sa tu Đức Phật cao thượng ngự trên đầu con, Đại Đức Sariputta bên phải, Đại Đức Mokgalana bên trái, Tam Tạng Pháp Bảo ở trước mặt con, Đại Đức Ananda có phía sau, Chư Thánh A-La-Hán bốn hướng, Tứ Đại Thiên Vương hộ trì thế giới, Vua Trời In Đá cùng Chư Phàm Thiên, do nhờ quay lực của Chư Vị, tất cả đều lo sợ và tai hại, vô số sự rủi ro đầy nguy hiểm, thảy đều tiêu tan, không còn dư sót. Nắp mô bút thà giá, nắp mô thầm mà giá, nắp mô săn khà giá. Bây giờ, thời gian cũng vừa phải lẻ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, Nguyên Như, xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thâm tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to A ra to sam ma sam bu tha sa Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha san li
ba ra chăm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rình quy nha dành cha cả dân su tăng cha bánh thăng na phi thầm ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đăng bắp bồ thà nấy dê ba ri sa dạ măng chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp, đó là nhóm Kiều Trần Như nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Dạ con xin thỉnh ngài Liễu Tông lên để thử mic ạ. Nam mô Tát sa pha qua tô ra hà tô sấm ma sấm bút tát sa Nam mô Tát sa pha ga qua tô ra hà tô sấm ma sấm bút tát sa Nam mô Tát sa pha ga qua tô ra hà tô sấm ma sấm bút tát sa Nam mô Phật Thà giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư cần xin nam xin nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Phật Thà giả. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ chúng con nghe giọng ngài rất là rõ ạ. Dạ bây giờ để bắt đầu buổi hội đáp Phật pháp, Nguyên Như xin kính mời chư vị, nếu mà có người nào muốn chat lên màn ảnh thì Nguyên Như sẽ đọc cho chư vị, hoặc là muốn hỏi trực tiếp với ngài Liễu Tông thì xin quý vị giơ bàn tay xinh đẹp của mình ạ. Hôm nay không có cô Nhật Quỳnh cũng không có Nguyên Trang, thành ra Nguyên Như mạng pháp ta phụ làm thị giả cho ngài. Nếu mà Huynh Minh Tâm vô thì sẽ nhường lại cho Huynh Minh Tâm nha quý vị. Dạ. Con không có ai giơ tay lên xin hỏi cô câu đầu tiên hay không. Nguyên Như xin thỉnh ngài, con có một câu hỏi về Sima đó bạch ngài. Theo con biết á, thì nếu mà một người mình có phát tâm, mình giống như ở bên Mỹ mình mua được một cái chỗ thì mình có thể làm chùa, nhưng mà nếu mà mình chưa có dâng lại cho tăng đoàn đó thì cái chùa đó vẫn không có làm si ma được bạch ngài. Nếu mà thì khi mà làm lễ dâng y đó thì cách thức phải làm sao bạch ngài? Tụi con biết là nếu mà thuộc về cái quyền hạn của người cư sĩ thì cái chuyện đó không làm được, phải là về tăng chúng mới được phải không bạch ngài? Dạ con xin thỉnh bàn tay của ngài ạ. Nam mô Phật Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Sima là cái nơi, cái khu vực mà để cho chư tăng làm tăng sự mà thôi. Chứ còn nếu mà cái chùa mà mình gọi là chùa mà không có chư tăng thì mình có làm cái giới Sima cũng vô ích thôi, không được. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ mình cái chỗ đó giống như chỗ sinh hoạt của chùa mà chỉ có cần sinh nam hay nữ, mà nếu gì nó thỉnh được một cái vị sư nào mà về đó, nhập hạ đúng 3 tháng thì cần cái lễ dân y đó. Thì sau khi tác bạch lễ dân y xong rồi cái vị đó phải mang cái chiếc y đó đi tới chùa nào mà có cái kết giới Sima rồi đó, nhờ chư tăng đó ta tụng tuyên ngôn giùm cho, tụng tuyên ngôn giáo y xong xuôi rồi cái vị đó mới ôm cái y về trở lại cái chỗ mình ở đó để nguyện để làm một số cái việc khác thì cái nó mới thành tựu được ha. Chứ còn khi không mà mình làm ở ngoài đó thì cái chùa mà không có kết giới Sima muốn làm lễ dân y đó thì tạm thời trong luật cũng cho phép rồi, chư tăng trên năm vị có thể tụng tạm thời cái chỗ này để làm tăng sự cho việc đó mà thôi. Ví dụ như mình vô trong cái chánh điện nào đó
thì mình nói nguyện trong cái chánh điện này mình tụng từ bằng tiếng Bali là để làm tăng sự được trong cái tăng sự mà dành cho nghi này thôi. Thì sau khi làm nghi đó thì rồi thôi, còn nếu mà muốn cho vững vàng thì có vị sư nào mời vị sư nào ở đó thì mình mới làm cái kết giới si ma được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin kính trân tri ân ngài. Dạ một chuyện nữa bạch ngài là con nghe có nhiều chư tăng dạy đó là khi mà một cái chùa mà mình đã có kiết giới si ma rồi đó bạch ngài, thì khi mà một năm thì làm lễ trong giới si ma đó về lễ dân y chỉ có được một lần thôi, thành ra những cái chùa khác nếu mà mượn cái chỗ si ma đó của cái chùa này đó thì chùa này lại không làm được, tự vì maximum một năm chỉ một lần phải không ngài. Tụi con nghe vị thì nói như vậy, vị thì nói như kia, thành ra con không rõ bạch ngài. Dạ con xin chân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Lễ dân y thì mỗi chùa một năm một lần vài lần mà thôi, nhưng còn cái vị ở khác mang y tới nhờ cái vị đó làm tuyên ngôn tăng sự để giao y cho cái vị đó thôi, chứ không phải làm lễ dân y, nên nhớ vậy đó. Nhưng chúng tôi nói hồi nãy đó, sau khi tuyên ngôn cái giao cái y cho gì đó rồi, gì đó ôm cái y thì cái xứ của mình, cái chùa của mình đó, để làm tiếp tục cho nó xong, chứ không thể nguyện, không thể gì ở cái chỗ cái giới sư mạng của người khác được đó. Nhờ tiếng nhờ cái chỗ đó để làm tăng sự cho cái sự giao y đó mà thôi. Rồi cái gì đó muốn cái thể tương y đó thành công mới ôm y đó về với chùa mình làm tất cả các chuyện còn lại trong cái việc của lễ dân y, thì cái đó lễ dân y mới thành tựu, chứ không phải là lễ dân y ở chùa khác. Lúc dân thì dân ở chùa mình, ví dụ như Phật tử ở chỗ mình ở mà không có cái giới si ma đó, ông sư mà ở đó, ông nhập hạ sau đúng 3 tháng người ta mang y lên, người ta nguyện là lễ cái y này để như là làm lễ dân y cho ngài, có cái đại khái có một số cái điều kiện mà Đức Phật cho phép đó, cái vị đó ôm cái y đi qua cái chùa nào đó cũng được, nhờ người ta tụng tuyên ngôn để giao cái y đó để trong cái việc mà đó mà thôi. Xong xuôi rồi mình ôm cái y đó mới về làm ở chùa mình những cái phần còn lại để trở thành cái lễ dân y, chứ không phải là dân y ở chùa kia. Mình nhớ chứ nó không có liên quan tới dân y chùa kia đó. Dân y chỉ tuyên ngôn cái làm cái tăng sự của cái lễ dân y đó mà thôi. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ quý vị có còn nghe lời được như không ạ? À? Con đã bị mất sóng, con mới vô lại được. Dạ sa thú quý vị. Dạ kính bạch ngài, hồi nãy con nghe ngài nói là nếu mà tất cả các vị từ 5 vị trở lên trong buổi lễ dân y mà không có cái giới si ma đó, thì 5 vị có thể đi vào một cái chỗ trên chánh điện hay là cái nào đó. Ở trong cái từ ở bên hôm bữa ở bên cái chùa ở bên bác sĩ Dung đó, thì con thấy là tự vì bên bển bác sĩ chưa có sima, thành ra chư tăng mới có một cái sợi dây màu vàng giống như dây thừng với bạch ngài, thì quấn chung quanh cái chùa, xong rồi cứ để thêm 1-2 mét, 1-2-3 mét ở phía ngoài nữa để rộng cho đủ Phật tử đi đi 3 vòng nhữ Phật đó bạch ngài. Thì khi mà làm cột cái dây rồi cái làm giống như cái đó là cái phạm vi của buổi làm lễ. Nhưng mà con nghe có nhiều vị nói đó là cái buổi lễ đó đó thì theo trong cái kinh Phật và ngài dạy đó là cái buổi lễ đó phải làm với điều kiện là trên cái con đường mà ở phía bên ngoài đó thì không có một cái vị sư Nam Tông nào đi qua hết. Mà lỡ mà có một chiếc xe hơi mà có chở một cái vị sư Nam Tông đi chạy ngang qua lúc mà làm lễ đó đó, thì buổi lễ đó cũng không được thành tựu. Tự vì cái khu vực đó là như vậy. Con không biết là có phải khó như vậy không về bạch ngài. Dạ con xin thỉnh ý của ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình chư tăng năm vị đó mà quyết định cái vùng đó đó, cái giới hạn đó đó, ví dụ cái giới hạn mà của chánh điện chẳng hạn, giới hạn đó đó,
thì trong cái giới hạn đó đó, ông sư khác đi vô không được. Nhưng mà người ta thường người ta làm, nếu làm cho nó đúng cách á, thì mình làm cái giới hạn bự hơn cái chánh điện, cái giới hạn mình được để làm lễ nghi, để giống như để tụng tuyên ngôn được đó, lớn hơn cái chánh điện. Rồi bây giờ mình vô trong chánh điện mình làm một cái lễ, cái tuyên ngôn giống vậy đó, là phần trong này để làm là văn sự thứ thiệt. Thành ra giữa có khỏi có khoảng cách như vậy đó, thì trong cái khoảng cách đó nó chưa tăng không được quyền đi vô qua khỏi khoảng cách đó được. Ví dụ mình nói vậy hiểu rồi, ví dụ như cái chánh điện là cái một cái phòng đi, thì xung quanh cái phòng đó, đó ra ngoài khoảng chừng 5-3 thước gì đó, cả cái vòng xung quanh đó đó, thì mình phải cấm cái dấu hiệu để cho biết chư tăng có lỡ có đi tới là phải đứng ngoài hết thì được, còn vô trong đó là không được. Còn nếu trong trường hợp mà mình làm không có đúng mức đó, thì chư tăng nào mà vô trong cái vòng mà con mắt người trong ngồi trong đó thấy được là cả tăng sự mới hư. Còn nếu mình làm đúng cách gì thì không hư, bởi vì đúng cách là mình có phân biệt đàng hoàng, nó không có bị sẵn cà đã, tức là không có bị khuyết, không có bị khuyết. Thành ra người ta làm đúng là người ta tụng hai lần đó, tụng cái dòng ngoài, cái dòng ngoài ra để xả. Tại sao phải xả trước? Tại lý do cái dùng đó có thể là kiếp trước là cái chùa, 100-200 năm về trước là cái chùa họ tụng cái giới Sĩ Ma, rồi xong xuôi tự nhiên cái gì cái có cái gì đó thì người ta mới ở không được, ta bỏ đi hết cái chùa nó sập. Rồi sau này đó nếu mà mình ở trong đó là mình không xả, giờ là phải xả trước, thì cái phần xả nó rộng hơn. Ví dụ phần xả là 10 thước vuông thì mình tụng cái chỗ làm cái giới Sĩ Ma trở lại 5 thước vuông ở bên trong đó mà thôi, thì cái khoảng đi vô mà quá cái 10 thước vuông đó thì mới bị, còn không vô qua khỏi đó thì không có bị, vẫn được như thường. Nam Mô Bức Thầy. Dạ, dạ Nam Mô Bức Thầy Giá, con kính kính tri ân Ngài ạ. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng đặt câu hỏi. Mỗi tuần mình chỉ có một lần mà Ngài Lữ Tông đã tốn thời giờ vàng bạc của Ngài vào dạy cho mình. Xin quý vị có câu hỏi và thắc mắc gì thì bây giờ là thời gian tốt nhất để mà bạch hỏi với Ngài. Nam Mô Bức Thầy Giá. Dạ, trong thời gian đạo tràng còn suy nghĩ đặt câu hỏi, Nguyên Như xin. Dạ, dạ con có câu hỏi rồi đây của Học Online. Sa Thú Học Online, trong 10 hồng danh Phật có hồng danh điều ngự trượng phu là Purisathamma Sarathi, có chỗ viết Thamma, có chỗ viết Thamma chữ nào trúng? Kính bạch sư, và con xin dâng mít lại cho Ngài ạ. Nam Mô Bức Thầy Giá. Kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị, thật sự cái chữ Thamma D, chữ H, chữ A, hai chữ M, chữ A đó thì cái chữ đó trúng. Nhưng mà tại vì cái cách phát âm đó, làm nên nhiều người ta viết lại, ta có thể ta viết sai. Cách phát âm của một số nước giống như Thái Lan này, đọc là Thamma, cái chữ H là cái âm rất là nhẹ, rất là nhanh. Còn những miếng điện thì nó đọc hai miếng điện hai miếng để đọc thành chữ Thamma chứ nó không có đọc Thamma, hoặc là một số nước khác vậy đó. Thành ra khi người ta nghe người ta viết thành chữ Thamma hoặc là chữ Thamma, phải có chữ đề chữ hát hay giống vậy đó mới được. Nam Mô Bức Thầy Giá. Nam Mô Bức Thầy Giá. Dạ con xin kính tri ân Ngài ạ. Dạ xin mời chư Phật tử tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ Thi Lâm, xin mời bàn tay xinh đẹp của Thi Lâm nha. Dạ con hỏi nói lớn lớn chứ. Dạ con
nhỏ quá cô ơi, người ta không có nghe. Tại vì qua hai đường truyền rồi làm sao mà nghe. Cô nói với con còn nghe nghe nhỏ à. Cô dẫn cái volume lớn chút đi. Dạ alo. Dạ. Dạ cô nói đi, cô nói đi. Dạ alo. Dạ dạ thưa Bạch sư. Dạ thưa sư, con nghe sư giải thích về kết giới Sima thì rất là quan trọng, và các buổi lễ được tổ chức ở trong Sima đó thì cũng rất là quan trọng. Nhưng mà ở chùa con thì họ thì sư làm lễ mà lại đi mướn một cái hội trường, mà hội trường đó là chỗ nhảy đầm. Thì hai năm nay con cũng không rõ, cho nên con cũng đi dự lễ. Mà giờ nghe sư giải thích như vậy thì con cảm thấy mình không cần phải tham dự những cái lễ dân y sắp tới đây, phải không ạ? Dạ, xin thư giúp ý kiến giùm con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái lễ dân y làm chỗ nào cũng được đó, nhưng mà tăng sự để làm được tới cái vấn đề giao y cho cái ông sư nào mà được cái đủ điều kiện để nhận cái y đó thì mới cần kết giới sĩ ma mà thôi. Nhiều khi ta mướn hội trường ta làm xong rồi chiều đó là ta tới ta mượn cái chùa nào có kết giới sĩ ma để ta tụng cái tuyên ngôn đó thì mình đâu có biết, phải hỏi cho kỹ. Ở đây đa số đây những cái chùa mà họ mới lập họ cũng đều làm vậy đó, mướn ngoài những cái hội trường, cái trường trung học hay cái trường đại học đây làm xong rồi sau khi mà tan hàng cái đó thì cái lúc đó là chưa cái lễ nghi nó chưa thành tựu đàng hoàng trăm trăm đâu, họ mang cái y đó họ đi tới cái chỗ mà chùa có cái giới sư ma đó để họ tụng xin nhờ để tụng tuyên ngôn vậy thôi, hai cái khác nhau chứ không phải ấy. Cái đó mình phải biết từ đầu tới đuôi coi sau khi cái lễ đó họ về là họ coi như thành tựu rồi, hay là họ về họ mang y đó đi tới chỗ nào có tụng mình đâu có biết được. Thành ra tới đó là phải tùy theo mình coi cái chùa đó họ có làm đúng theo cái nguyên tắc vậy không. Bởi vì khi mà tác bạch lễ dân y đó là coi cần sinh năng của sư nữ làm, nhưng mà cái tiền sự giao y đó là cô chưa tăng, nên cái tiền sự giao y đó là phải làm ở trong cái chỗ có kết giới sĩ ma, hoặc là cái chỗ mà chưa tăng năm vị đó giả định là cái sĩ ma để làm tăng sự cho cái lễ dân y đó. Hai cái nó khác nhau, phải để ý cái đó mới được. Chứ còn hay không hỏi thì sư cũng chẳng biết đường đâu mà trả lời, sư đâu biết từ đầu tới đuôi họ làm như thế nào đâu ha. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con không biết có câu hỏi nào tiếp không. Thi Lâm có câu hỏi thì tiếp cho bác, thì Thi Lâm giơ tay lên nha Thi Lâm. Dạ. Bạch ngài, trong thời gian chờ đạo tràng thì Nguyên Như xin hỏi một câu nữa là khi mà mình làm thí chủ làm lễ dân y đó bạch ngài, thí dụ mà một người vô nói là hôm nay là con xin làm thí chủ của buổi lễ dân y của chùa sư, thì lúc đó con chính là thí chủ dân y. Như vậy đồng thí dụ chủ dân y có nghĩa là sao ngài? Nếu mà con xin làm thí chủ rồi con về con rủ hai ba chị bạn của con cùng làm chung với một buổi đó thì những cái vị đó là đồng thí chủ dân y. Còn những người còn lại khi mà cái những cái vị khách quan khi mà cái buổi dân y cử hành đó thì người ta cũng vô, người ta cũng là thí chủ dân y, người ta cũng làm mỗi người cũng dâng một bộ y riêng khi mà người ta đi dự lễ, có người đi chùa này có người đi chùa kia. Dạ con xin ngài giải thích khác biệt của cái việc đó ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền, dạ kính thưa chư vị. Anh em thì mới xảy ra cái chuyện là có đồng thí chủ chứ dân y không có đồng thí chủ. Cái người mà vô sinh để làm lễ dân y trước khi mà chưa tăng nó chấp nhận thì cái vị đó là thí chủ. Còn những cái vị khác là những cái đồ phụ tùng của lễ dân y mà thôi.
chứ không có phải vậy. Quý vị là nhớ mà khi quý vị tác bạch là dâng cái cùng tất cả các món phụ tùng đó, thành là có những cái chuyện mà mình có hiểu cho, bởi vì cái y của cái vị mà xin làm thí chủ đầu tiên đó, cái y đó mới được chọn để làm cái y cho cái vị mà nguyện làm để nguyện để thọ nhận cái y đó. Chứ còn bây giờ mà mấy người kia mỗi người bộ y thì cũng chỉ có một cái y được làm cái việc đó mà thôi, thì cái người mà đầu tiên mà vô xin làm cái đó đó, mình thấy thì có cái danh từ riêng gọi là bà tha ná của lễ dân y, tức là cái người duy nhất cái bộ y đó mới được dùng để làm lễ dân y, còn mấy cái khác là chỉ là đồ phụ tùng của lễ dân y mà thôi, chứ không phải không nào đồng hai ba người muốn làm cùng lễ cái đó, mình hiểu cái đó là nó không có chính xác. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Như vậy là cái người nào mà vào chùa rồi bạch với chư tăng, dạ năm nay con xin tính xin làm lễ dân y mà hòa thượng của chùa nhận lời, thì người đó chính là thí chủ của lễ dân y năm đó. Dạ, con xin kính tri ân ngài hả, ngài ạ. À. Dạ, con không biết đạo tràng có những câu hỏi gì chích trác lên màn hình cho Nguyên Như đọc, hoặc là với quý vị cũng giống như là Thi Lâm giơ tay thẳng. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Ở đây cũng nói thêm cái nơi đây cho quý vị hiểu. Nhiều khi mình thấy các nước khác làm rồi mình làm theo, nhưng vì nó cũng đúng là cái cây mình thường gọi là cây như ý đó. Còn bên Thái thì hai miếng điện gọi cây thoát phá bà. Tại sao có chữ phá bà? Phá là chi quan đồ vật dụng mà liên quan tới sử dụng công sư. Bà là cái rừng. Ngày xưa đó người ta hay đem đồ còn trong ông sư, thường người ta không biết ông sư đi ở đâu và quen rồi mình tới nơi không được rảnh, người ta hay mang những cái giải hay những cái gì trên cây á, rồi ông sư đi tới, ông sư tới đó ông thấy có giải, ông đứng lên ông dịch cái giải, ông nói lên ba câu ba lần, chứ nghĩa là giống như là xác nhận y là không có chủ, thì ông ấy lấy ông xuống ông làm cái băng sô cô la đem về mà xài. Rồi sau này đó, cái trường hợp mà đi rừng đi đồ nó khó khăn này kia, người ta mới tổ chức cái cây đó. Cây mình để trong cái đó rồi người ta gắn ấy rồi cái gì đó. Mình nhớ cái cây đó là không có thí chủ. Không phải là mình bưng nguyên cái thùng cây rồi mình đi rồi cái mình dân cho ông sư, không phải. Bởi phá bà là phá, người ta là cái loại vật dụng mà người ta quăng vô rừng, ông sư cũng đi tới, ông lụm về, ông xài. Chứ thì làm gì còn thí chủ nữa, không có thí chủ. mà đi cây gọi cây như ý rồi bưng bưng rồi tới nơi rồi vô dân cho ông sư, cái đó là nó không phải là cái cây đó, nó không có đúng. Nên nhớ phá bà là không chủ, không ai dân đó. Quý vị có muốn làm cây như vậy thì quý vị bưng vô, quý vị để ra chỗ nào ông sư thấy thôi, rồi quý vị về rồi ông sư cũng có quyền lấy đó xài, bởi đồ đó là đồ cũ, đồ gì quý bỏ ông sư cũng cần để ông xài. Vậy dầu rằng quý vị có để đồ mới cũng như là đồ quý vị không xài, cái đồ đó là không có thí chủ, ha. Nhớ chứ đó, chứ đừng có bưng vô rồi dân thì nó không thành cái cây đó nữa, mà thành cây gì á. Mình nhớ nói cho chú hiểu để làm cho nó trúng. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ chúng con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ bạch ngài, câu hỏi kế tiếp của Nguyên Như là khi mà con thấy thí chủ dân y, con coi trong mấy video mà các chùa quay lên Facebook đó bạch ngài, thì con thấy có một người đội một cái hình chữ nhật, cái hộp cườm rất là đẹp ở chính giữa, rồi mấy người kia đội, con không biết là đội cái bình bát, rồi con thấy có 4-5 người nguyên một cái đoàn mà nó nhiều thiệt là nhiều, rồi bắt đầu cái đó là gia đình thí chủ lên, rồi có hai cái cây mà con thấy gắn tiền ở trển không mà bạch ngài. Cái đó là bắt buộc là mỗi cái buổi dân y là phải có 5-6-7 người đội như vậy, hay là chỉ chủ yếu là một bộ y đó thôi? Và bạch ngài giải thích cho đạo tràng hiểu luôn ạ. À, con xin kính dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ cái kính thưa chư vị. Dân y đúng nghĩa theo thầy Đức Phật đó, thì không có liên quan tới vấn đề tài chính đề gì đó, chỉ cần một trong ba cái lấy mà thôi, y nội, y xe táo, y thằng nhà lê, cái nào cũng được. Rồi mình đem tới mình xin làm lễ dân y.
thì mấy ông sư ông ấy lựa ông nào cần cái gì đó thì ông nói ra tới đó là tụng thôi, chứ không có cái vụ cây cây này cây nọ mang rồi đi tùm lum giống như lễ hội, không có phải, không có phải. Nhưng bây giờ thì người ta bày ra vậy rồi, có nhiều chỗ kêu tiền kêu bạc rồi này kia, cái đó nó không có đúng. Cái đó tự nhiên y là tự nguyện của thí chủ, có tịnh tài được gọi là nghĩa là những cái đồ phụ tùng để được, nhưng mà trong đó chia tăng chỉ lấy được một trong ba cái la miếng y của cái bộ tam y đó để làm lễ dân y mà thôi. Nhớ ví dụ cái gì mà được chưa tăng cho phép là nhận cái lễ dân y đó đó, cái gì đó nếu mà hư y nội thì lấy y nội là làm của y gia ấy thì ông trùm lấy cái đó, hoặc là nếu cái tăng người lên nó quá cũ xài bao nhiêu năm rồi này kia ông trùm thì người ta lấy cái tăng, còn mấy cái kia thì không có được, kể như bỏ ra chứ không có dục dùng đó. Vậy chứ còn cái gì mà mang đi từ đầu đuôi tùm lum mà la ông trùm đó. Nếu như mình không có đâu, mà khi tất cả những cái y mà mình đổi theo đó không có dân trong sư sư nghĩa là đem tới rồi để một cái bên cái nghe đi ôm mà đi nhớ Phật xong rồi vô để bên cái góc nào đó, còn cái chánh mà y của đại của thí chủ lễ nghi đó mang tới trước chư tăng là để xuống chứ không có dân. Người chư tăng mới 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 tụng cái gọi là upalaka câm đó, tức là giao y sơ khởi đó, thì mới mới trình với chư tăng là ông sư Nguyễn Nhân A mà tiếng Pali chứ không phải tiếng Việt, là người được chư tăng chọn để làm nhận làm thí làm cái lễ của buổi lễ như ngày hôm nay. Thì ông đó ông mới lên ông bật ông lên đó, ông lên ông xách cái ngồi trước chư tăng, ông mới bà ông mở bật cũng xé ra rồi ông lựa lựa cái nào ông cần ra rồi ông lấy cái đó ông trình để chư tăng này bắt đầu mới làm tăng sự là nghe làm dấu rồi xả y cũ rồi nguyện y mới rồi này kêu xong chỉ có vậy thôi, chứ không có cái vụ mà cây này cây nọ làm tùm lum, cái đó là đồ phụ tùng để ngoài dân sao cũng được chứ không phải ra trong lễ rườm rà trong lễ dân y. Quý vị hiểu vậy đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú chúng con kính tri ân ngài. Dạ ngài mới dạy cho chúng con là có một vị đại diện chư tăng lên cầm cái y mở ra rồi coi y nào đó bạch ngài, thì cái vị đó đó có thể là cái vị cũng như là cao hạ nhất trong cái tăng đoàn lúc đó, hoặc là có thể vị hay là cái vị đó phải là cái vị mà đã nhập hạ ngay chỗ đó và được chọn ra là cái người năm đó được nhận y, hay là bất cứ vị nào cũng được và cũng đại diện được bạch ngài. Dạ con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy giả kinh Bạch Chư Tôn hay giả kinh thưa chư quý vị, cái gì đó thì chư tăng phải chọn cho quý vị để cái lễ cái bưng cái y đó đó, cái bộ tam y mà quý vị muốn ấy đó, quý vị sau khi thắc bạch lễ nghi xong quý vị để xuống, thì nếu mà chư tăng chưa chọn ai thì bắt đầu chư tăng mới mới, mới hỏi ông nào cần gì ông thường hỏi ông nào đầy đủ điều kiện thì ok ông đó, thì ông đó đi ra bà cái bụi đi vô không có dân gì đó, nó nói dân y là chất y là giống như của trên trời rớt xuống mà dân cái gì nữa, cái gì đọc cái phần mà tác vậy nghe thấy không giống như cái ở từ trên trời rớt xuống trên trời, không lẽ có không có gì có thần thông ở trên trời nắm y xuống dân à, phải không? Bây giờ cái nghĩ gì đó là đó. Nghĩa là quý vị sau khi đi vô cái người đội cái để chánh nó vô là để trước mặt chư tăng vậy đó, còn chư tăng giao cho ai thì cái gì đó mới ra lấy cái đó vô mở ra rồi nắm cái mà mình muốn dùng để làm cái y của lễ dân y đó thì chư tăng ta biết, thì cái gì đó mới bắt đầu ngồi xuống xả y cũ làm dấu này kia ấy vô đó, chứ không có làm cái khác trong đó. Quý vị lại vô trong tạng luật cái chỗ mà Kasina khánh tất cả là đọc rất rõ ràng vậy đó, chứ không có dạy rõ ràng lắm, chứ không có phải giống như nhiều chỗ làm không làm sao cũng được, không không phải, cái này là luật của Đức Phật đặt ra cho chư tăng. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ chúng con xin kính tri ân ngài ạ. À.
Bạch Ngài, con có một câu hỏi của Thi Lâm vừa đăng lên. Câu hỏi của Phật tử là khi mình lát vàng lên tượng Phật, đeo tràng hoa cho tượng Phật là ý nghĩa ra sao? Thời Đức Phật có hay không? Xin Ngài hoan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Kính tri ân Ngài. Dạ, con xin nhân mít lại cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giả Kính Bậc Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Quý vị cứ nghĩ Đức Phật đừng đi mà quý vị chặn lại rồi cái lấy vàng lấy đồ dán lên người Ngài rồi lấy hoa lấy đồ trồng lên cổ Ngài, quý vị nghĩ sao? Bây giờ có không? Bây giờ đó là cái những cái phương tiện đó đó, để dán vàng lắc đồ để cho chùa, có một số phương tiện để lên cái chùa. Chứ không phải rồi nhiều khi dán Đức Phật bít mắt bít mũi ngày ngồi người thấy đâu, lỡ có ai là không có dán vàng lên mà đem đặng tư dân người Ngài lấy mắt đâu mà nhìn. Vậy có những cái nó giống ai đó hay thật sự vậy đó, nhưng mà ta làm riết quen rồi xưa bài nay làm đặt làm trúng không cần biết, hay xưa bài nay làm vậy đó, nên nhớ ngay ra trên bàn của Đức Phật cũng vậy đó, trên chỗ Đức Phật ngồi đó để một hai cái bó cái bình hoa là đủ rồi, để gì mà nghĩa là tùm lum tà la trong đó, rồi trái cây để ngày này ngày nọ, thường quý vị muốn cúng cái gì lên cho Đức Phật đó phải cúng buổi sáng và lấy xuống trước 12 giờ, bởi Đức Phật không có dùng chiều, không có ăn sáng rồi sau ngọ ha. Cái thứ hai là phải để trống, quý vị cứ nghĩ là mình thờ Phật giống như người thờ ngày còn sống này đó, chứ nếu mình nói mình nghĩ mình thờ cái thượng cái tượng thì đâu có được. Thì Ngài cũng lâu lâu Ngài mỏi Ngài cũng duỗi chân về giang tay ra, phải để ra trống xung quanh, nhưng mà là tùm lum giống như một cái hàng xén của chệt thì đâu có được, thấy không? Làm gì phải cho nó có đúng ý nghĩa của nó, chứ còn mình làm không làm sao làm đó. Cái gì cứ thì nghĩ quý vị có người ngồi vậy đi, ngồi ra lấy qua lấy ấy rồi trận tùm lum đó, chiều mỗi lần quý vị mỏi cẳng quý vị giang ra đạo đổ hết sao, phải không? Làm gì nó phải đúng đó. Ở bên Thái ở bên Điện họ vẫn cúng cúng cơm cho Đức Phật như thường, nhưng mà tới giờ chưa tăng ăn cơm thì dân cho chưa tăng xong là thầy dân cái đó lên Đức Phật, chưa tăng ăn cơm vừa xong người ta dọn cho tăng ta lên ta xin thỉnh cái đó xuống liền, chứ không bao giờ ta để quá ngọ đó. Trái cây cái gì vậy nó cũng không bao giờ để quá ngọ, cái gì để cái gì mình cũng làm mà giống như mà đang mình sống như thế nào thì mình cũng làm thờ Đức Phật cũng giống như ngày sống này đây, chứ đâu ấy được. Đó là cái nhiều cái là Việt Nam mình nhiều khi đó làm những cái mà không để ý thì là nó trông nó kỳ lắm. Ví dụ như xin lỗi quý vị phụ nữ mà đeo tượng Phật, cái đó là không có nên. Bởi vì quý vị thí dụ như lỡ đưa đi đâu đó rồi quý vị muốn vô cái đắp gì vô nhà vệ sinh, không lẽ giờ thỉnh Ngài vô với con à, phải không? Mình nhớ chuyện đó, những cái chuyện đó là chuyện không có nên. Muốn gì để trên bàn thờ đi là lại rồi còn còn cái ân Đức Phật Đức Pháp Tăng mà mình để trong tim á, chứ không phải là làm thành cái tượng rồi đeo lên cái gì đeo lên, cái đó là không có nên. Làm gì phải làm cho nó đúng, là nó có ý nghĩa thì nó tốt, còn là không đúng không có ý nghĩa đừng bao giờ làm đó. Nam mô Bổn Thầy Giả. Mô Bổn Thầy Giả, dạ chúng con xin kính tri ân Ngài. Dạ bạch Ngài, con có thấy có nhiều vị còn đem Đức Phật treo trong xe hơi đó Ngài, rồi cứ chạy lung tung lang tang, chạy bên đây bên kia. Như vậy thì khi mà mình để Phật ở nhà mình an vị Phật, còn mình mà xách cái Phật rồi mình đeo lên cái miếng kiếng xe hơi rồi mình chạy lung tung như vậy làm sao an vị bạch Ngài? Mà con thấy họ làm nhiều cái tượng rồi họ treo toàn ten như vậy có nên không vậy bạch Ngài? Dạ con xin nhân bích cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự chúng ta nói rồi đó, ân Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng là để trong tim á, chứ đừng có làm ra hình ảnh này rồi dán lên dán đồ, cái đó nó không có vẻ kính trọng, không kính trọng cho Đức Phật, không kính trọng giáo pháp, không kính trọng cho Tăng, cái đó là cái không có nên. Cái nên là mình nên định của mình đó, để khi nào mình cần dùng là mình có thì mình sẽ đem ra mình tụng niệm được liền, chứ còn mình để trong cái chỗ mà nó có vẻ nó không có được trang nghiêm đó, cái đó là không có nên. Chỗ tên Đức Phật ngồi hay là kinh điển người để rồi đó, phải chỗ phải trang nghiêm mới được, chứ không có ai
Còn nhưng mà thường thường Việt Nam mình đó thì thỉnh tượng Phật về thì để trên thờ, bàn thờ xung quanh nó thờ sum hết đó, cái gì cũng thờ giống như hàng sáng vậy đó, hàng sáng Phật lớn nhỏ gì cái tùm lum đó, cái đó là cái không lo nhất. Cái thứ hai đó thỉnh kinh về là không dám tụng, sợ kinh cắn, là cái đạm cách trong cái tủ nhiều cách như đã đời rồi, mai mốt mà có đi đoàn tụ con đem vô trả lại chùa thấy còn mới tin mới mới in, phải không? Mình phải xài cho nó đúng chứ còn không có nên. Cái chuyện vậy đó mình dâng cho Đức Phật là không có nên để lâu, bởi vì quý vị nên nhớ hồi xưa tại sao thì dâng qua nhang đèn để cúng Phật để làm gì. Đức Phật cũng chưa tăng hồi xưa tại trong rừng, tại trong hang trong động á, chỉ có mùi hôi mùi ẩm mối mồng, hoặc là tay dân qua để cho nó có cái mùi gì nó nghe là nó đa áp cái mấy cái mùi hôi mùi ẩm đó đó. Còn nhang là gì, không phải nhang như bây giờ của mấy ông chệt mà cái ướp qua cái chất khoa học ngửi giúp đủ chết, là những loại trầm đốt vô để làm gì, thứ nhất đủ mũi, thứ hai làm cho cái mấy cái mùi mà nó khó chịu trong ấy nó cũng mất. Đó là mục đích để làm vậy thôi, chứ không phải là bây giờ đó thì thành đạo thời nhàn vô chùa là bao nguyên bó rồi đốt mũi nhang khói mịt mùng, cái đó là không phải cái cách, đúng không? Mình phải biết tại sao có những cái chuyện như vậy à, thì lật sách rồi dở rồi đọc biết chắc có chuyện gì là tại sao, chứ không phải là cái nhang đèn là tới chùa mua nhang trước để bỏ vào đó để không biết đây làm gì, để đốt cho mà bệnh ung thư đường hô hấp hay sao, bởi vì nó ướp mấy chất hóa học á, nghĩa là ngửi riết thì cũng không có lũng phổi thì cũng lũng bào tử rồi, chứ không có đường nào khác hết đó. Làm gì nó phải theo ý nghĩa làm cho nó đúng, chứ còn mình làm nó không đúng nè, nó vô ích, không có lợi ích gì hết. Nam thầy á, Nam mô Bụt thầy á, dạ chúng con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ bây giờ con thấy bàn tay của cô Lạc Lê, con xin dâng mic lại cho cô ạ. Dạ Nam mô Bụt thầy á, Nam mô Tham Ma giá, dạ Nam mô Sang Kha giá. Con kính định lễ ngài Lý Tông. Dạ cho con hỏi là có được nghe rõ không? Dạ cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn ngài sao. Dạ bạch ngài, lúc nãy giờ con ngồi cùng có lắng nghe ngài ngài thuyết giảng về cái hôm nay không nay mang, thì bây giờ con có một cái trường hợp thế này à, con có mấy đứa cháu con á thì cái lúc mà như nó ngủ á bạch ngài, thì con lại để cái kinh mà kinh Bali mà cái loại kinh mà để cho các cháu ngủ được á, thì và tại sao con để cái đó thì mấy đứa nhỏ nó ngủ rất là yên, còn nếu như mà con không có kinh đó thì nói chung nó cũng nó giấc ngủ nó không có được ngon giấc á, thì bạch ngài cho con biết là mình để như vậy có được hay không ạ? Dạ thưa con xin nhân biết lại cho ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kinh bạch chư tàu hiền, dạ kinh thưa quý vị. Để vậy thì không có gì mà không được đó. Nhưng mà mình nên nhớ là trong cái tư tưởng mình để ra cho mấy đứa nhỏ nó nghe kinh, cho mình đừng nói mình để mình rồi ngủ nó thì không có nên, bởi cái tư tưởng này nó không đồng sạch. Hôm qua thì mình nói để cái này cho nó ngồi dễ ngủ không nên, để cho nó nằm nó nghe kinh, nó có ngủ không sao. Bởi vì quý vị nên nhớ đó, dù rằng nó có thể nó không hiểu, nhưng mà nghe cái tên kinh Bali đó, cái quay lực nó lớn lắm, quay lực nó lớn lắm. Bây giờ nó nhỏ như vậy chứ mai mốt nó lớn lên nhiều khi nó có những cái chuyện mà mình không thể ngờ được. Bây giờ nó nhớ vào thời xưa thời Đức Phật voi cũng vậy, đi dơi hay là mấy con ếch này kia chết mà trong lúc mà nghe các chư tăng hoặc Đức Phật giảng đạo, họ nó đâu có biết cái ngôn ngữ gì đâu, mà nó nghe với cái tâm thanh tịnh này nó chết nó vẫn sanh thiên như. Thì mình coi mấy đứa nhỏ nó cũng nghe với tâm thanh tịnh như vậy đó ha, chứ không phải nghe để ngủ, nên nhớ cho nó, mình đừng có suy nghĩ vậy, nghe để cho cái tâm nó yên. Thì không sao, cứ để nó ấy đi, chứ không có gì đó. Ở đây nhiều người cũng vậy đâu, ở bên Thái cũng vậy nữa.
Hay, sáng sớm mà đích nào mà đưa nó ngủ trước khi nó dậy mà nó đòi làm gì đó thì bố mẹ nó bắt nó nằm đó cho nó nghe đoạn kinh vậy đó. Nghe đoạn kinh mà nó có hiểu gì đâu, mà nghe đứa nó quen, nghe đứa nó quen, nó quen cái tâm nó gọi là nó nghe vậy nó hoan hỷ ghê lắm, mà giờ nó không biết là gì. Còn thành ra mình cứ làm vậy đó, mình có đừng có nghĩ chuyện đó nó không đúng, nó vẫn đúng như thường, nhưng mà cái tác ý đầu tiên của mình nên trong sạch thì nó tốt. Nó màu thai vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ, con như xin kính mời đạo tràng. Như biết là quý vị nào cũng có rất là nhiều câu hỏi cho ngài, nhưng mà tự vì chắc còn e ngại không có đặt câu hỏi lên thôi. Dạ, trong thời gian như chờ quý vị đặt câu hỏi, con xin đặt tiếp câu hỏi cho ngài ạ. Là con có nghe là cái tiếng Bali giống như ngài nói. Cái tiếng của chư Phật mà hồi đó giờ con cứ nghĩ là tiếng bắt đầu từ lúc Đức Phật Thích Ca của mình là mới có bắt đầu tiếng Bali. Từ trong thời gian đó thì có cũng có tiếng Sanskrit nữa, thì Phật chọn tiếng Bali là tự vì nó là bình dân trong dân gian, phải không bạch ngài? Nhưng mà sau một cái thời gian con nghe kinh á, là trước cái đời chư Phật có 500 con dơi, những cái người tùy tùng chung với lại Đức Xá Lợi Phất và một Kiền Liên cũng nghe tiếng Bali ở trong hang động rồi thành chư thiên. Như vậy là tiếng Bali có phải là nó là tiếng của chư Phật của ba đời, từ cũng giống như là thập phương tam thế Phật, từ trụ trì kiếp trước, từ trụ trì kiếp sau cũng là một cái tiếng Bali này thôi hả ngài? Và một câu hỏi kế tiếp nữa đó là nếu mà trong cái tam thế giới của mình, kể cả cái cung trời Phạm Thiên đó, thì tất cả là trong một cái đại vũ trụ thôi, mà trong tất cả thế giới thì có 100.000 đại vũ trụ nữa. Như vậy là tiếng Bali đó cũng là gọi là trong tam thiên đại thiên thế giới ha bạch ngài, chứ không phải là trong mấy ngàn năm đây thôi. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tiếng Bali đó, nếu thật sự ra mình là cái tiếng đó là tiếng Bali thì chữ Bali mới xuất hiện sau này thôi, nhưng mà cái ngôn ngữ đó đó nó xuất hiện từ thời tạo thiên lập địa, mà ai là người nói đem cái ngôn ngữ đó ra. Quý vị nên nhớ đó, cái người mà đầu những người đầu tiên xuất hiện ở cõi này đó gọi là Phạm Thiên. Vì coi trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn cho thấy đó, Phạm Thiên đó anh đi lang thang, dù anh không lang thang thang chơi, anh xuống đó anh dính mắt ở đây cái anh sanh lại làm người. Cái tiếng đó là tiếng là gọi là gọi dùng là mu lá pha xả, tức là ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ gốc mu lá pha xả, rồi nó sẽ truyền hoài để cái ngôn ngữ đó nó sẽ lưu lưu hoài cho tới khi nào có vị Phật xuất hiện thì ngài vẫn dùng cái ngôn ngữ đó, không phải là ngôn ngữ bình dân, mà ngôn ngữ đó có thể chuyên chở được vừa chế định và vừa thực tính pháp, không có sự sai lạc đó. Rồi họ mới dùng ngôn ngữ đó là mục tiêu, là mục đích, là mục tiêu, là chứ không phải là ngôn ngữ bình dân vậy đó. Ngôn ngữ đó nó chuyên chở được cái đó, mà trong cái thế giới này chỉ ngôn ngữ loại đó mới chuyên chở được thôi. Thì vào thời Đức Phật của chúng ta đó thì ngôn ngữ đó được nói nhiều bởi cái dân ở Magatha. Thành ra ngôn ngữ của dân Magatha gọi là thi ngôn ngữ mà gạch. Thì khi mà truyền qua truyền lại nhiều lần về đó thì nó bắt đầu có một số cái sự sai lạc, bởi vì người con người mà thành ra các nhà về ngôn ngữ, mà ngôn ngữ mu lá pha xả này đó, hay là gọi là tâm tỳ pha xả nhiều chỗ, thì theo quý vị đọc quý vị thấy thì họ mới thêm cái điều kiện để cho cái ngôn ngữ nó không được sai lạc, thì mình gọi là quý phách tỷ đó, dù chia thêm bớt gì sụm nó trong văn phạm Bali đó. Thành ra khi mà họ làm như vậy rồi đó thì họ mới đặt cái tên cái ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ Bali. Bởi họ định nghĩa đàng hoàng là Buddha Vachanang Bati Ti Bali. Thì mình đọc Bali mình đọc theo tiếng Việt, còn đọc theo tiếng Magathi là Bali. Tức là Buddha Vachanang Bati Ti Bali. Ngôn ngữ nào
duy trì và bảo tồn được lời dạy của Đức Phật, ngôn ngữ được gọi là Bà Lý đó. Thì nó là hậu thân của ngôn ngữ Magathi, mà ngôn ngữ Magathi là hậu thân của cái ngôn ngữ mà Phạm Thiên, những cái gì đầu tiên xuống cái cõi người đó, Phạm Thiên đó, ngôn ngữ đó. Thành ra nó truyền từ tạo thiên lập địa, cái trái đất này mất rồi, khi một trái đất khác hay là cái vũ trụ nào nó thành lập lại thì những ông Phạm Thiên mà trái đất này nó nổ ra tới tới cõi nào trên đó là chứ không ấy. Thành ra rồi Phạm Thiên đi xuống này trở thành những người đầu tiên nó đi nói là ngôn ngữ đó. Thì trong Bali, trong sách về văn chương về Bali đó, họ dùng nhiều danh từ lắm, cái chỗ gọi là Mula Phai Xã tức là ngữ gốc, cái chỗ gọi Thành Tị Phai Xã tức là ngôn ngữ Phạm Thiên, là rồi sau cái xứ mà Đức Phật, cái xứ Trung Ấn Độ, xứ Trung Ấn Độ đó chưa biết là tên gì thì mình không biết, cái gì Phật về sau xuất hiện đó, thì ngôn ngữ đó là ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để diễn giải kinh điển, nó có khả năng nó truyền chở vừa chế định pháp và thực kinh pháp. Thời Đức Phật cũng dạy vị tỳ kheo xin translate từ cái ngôn ngữ đó ra tiếng Sanskrit, ngôn ngữ Bali, Đức Phật cấm không cho. Bởi lý do là khi mình chuyển qua cái ngôn ngữ khác thì cái lời dạy của Đức Phật nó sẽ bị sai, bị phiến đi, bị sai lệch rất nhiều. Đó lý do tại sao ngài cấm là như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, chúng con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ, rất là hay bạch ngài. Dạ, đạo tràng, hồi nãy giờ có vị nào mà có những câu hỏi hóc búa và hay đến cho ngài không ạ? Xin chích chát lên màn hình để cho Nguyên Như đọc, hoặc là các vị có thể giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, Sa Thú Thi Lâm. Dạ, con có câu hỏi mới bạch ngài. Vì sao khi làm phước thì phải hồi hướng liền thì thân nhân mới được phước? Vậy khi nhớ lại những phước đó, mình có thể chia sẻ thêm cho những người khác bằng ý tưởng hướng về Phật tử đó hay không? Câu hỏi này của Phật tử ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, khi mình làm phước xong có hai chuyện: một là cho mình, hai là cho người. Cho người mình gọi là hồi hướng phước báo đó, hoặc là nghĩa là mình nói người, đối với người chết lần hồi hướng phước báo, đối với người sống là mình nói ra cái điều mình làm để cho họ tùy ý phước báo ha. Nhưng mà tại sao mà có cái vụ mà phải ra làm liền? Cái lý do làm liền dễ hiểu. Quý vị coi trong bài kinh Tỳ Lô Cú Tạ đó, bài kinh hồi hướng đến ngạ quỷ đó, thì thường mấy cái ngạ quỷ là cái loại duy nhất, nghĩa là trong các loại ngạ quỷ có một ngạ quỷ loại duy nhất được hướng trực tiếp cái phước báo của người ở đời này làm hồi hướng. Và khi mà những cái chúng sanh đó sanh lòng ngạ quỷ, thường họ rình mò, giống như họ rình mò đó, họ rình mò cái những thân nhân họ có ai có lòng phước đó, thì họ mới người ta chờ tới đi chờ. Mà nếu mình không hồi hướng liền thì họ đâu có chờ mình nữa, họ thấy mình vô duyên vô dùng với họ thì họ không ta đâu có chờ chi thay. Rồi ở mỗi cõi nó có cái thời gian của nó chứ đâu có ấy được đó. Thành ra thường hồi hướng liền để cho họ thấy. Còn bây giờ đó mà mình muốn lỡ mình quên không hồi hướng đó thì tối mình làm thì mình có thể hồi hướng được không? Điều kia điều kiện mình phải làm cho cái phước đó nó nảy sanh trở lại, tức là mình hành cái thiền đề mục là niệm thí, tức mình quán tưởng về cái pháp thí mình làm ở chiều đó, mình xong xuôi rồi mình hồi hướng được, chứ còn nếu không thì khó. Mà thường đó buổi tối mà mình làm mấy cái đó thường là ngạ quỷ nó không có nhận được, tại nó không ở chỗ đó, nó không có ngồi nghe ngồi chờ gì mình đó. Thành ra thường làm xong là hồi hướng liền. Còn nếu muốn làm trễ thì mình phải dùng cái pháp khác để cái phước nó phát sanh, tức là mình hành thiền về cái mục niệm thí để mình dùng ở đó. Hôm nay đó là cho người chết. Còn cho người sống thì một là nói ra để cho người ta tùy hỷ phước báo, tức là anumodana cái phước thiện mình làm. Còn đối với mình là nguyện tức là mình hướng dẫn cái phước báo đó nó sẽ làm gì. Ví dụ như mình nguyện thì có hai loại: một là luân hồi, hai là ba la mật. Cái bố thí mà gọi là bố thí là ba la mật, là mình phải nguyện cái bố thí này sẽ giúp cho mình đi ra khỏi luân hồi, tức là chấm dứt phiền não. Thì
thì cái đó gọi là bố thí ba la mật. Còn nếu mình nguyện để kiếp sau mình trở thành người đẹp hoàng vũ hay là một cái ông vua cái xứ nào quyền lực đất trời rồi này kia xong đó, cái đó tức là cái thiện pháp, cái pháp bố thí mình bố thí để luân hồi, thành ra chỉ là bố thí thông thường mà thôi, chứ không phải là bố thí ba la mật. Bố thí là mật, là bố thí là cái pháp đó để mình nguyện để mình đi ra. Thành ra khi mình nguyện cái phần phước báo này, phần phước bố thí ngày nay tôi làm là cơ hội, là nhân duyên để chấm dứt ác pháp ngũ ngầm, thì mình làm cái hai, được hai việc ngay lúc đó. Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ hai là chí nguyện ba la mật, tức là mình hướng dẫn cái phước mình làm nó là cái động lực để dẫn mình đi ra khỏi cõi ta bà này. Đó. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, đạo tràng có nghe được Nguyên Như không ạ? Xin cho Nguyên Như tín hiệu. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Thầm mà giá. Nam mô Sang ca giá. Dạ, dạ con xin kính tri ân đạo tràng ạ. Dạ bạch ngài, nếu mà hồi nãy ngày con có nghe ngài dạy là khi mà mình đọc cái kinh Bali á có quay lực rất là nhiều, con có biết á là nhiều vị Phật tử mới khi mà mới vào cái chùa Nam Tông á thì họ có hơi bị dội, tự vì tiếng Bali họ không biết đó là ngôn ngữ gì mà nghe đó thì giống như là tiếng Campuchia, hay là họ nghe giống như là một cái kinh về bùa vậy đó bạn ạ. Họ có nói với Nguyên Như đó là tại sao mà mình không có đọc tiếng Việt để mình hiểu, mình đọc cũng như những cái bài kinh gì đó mà mình không hiểu gì hết, mà mình nói là linh thì làm sao mà linh được. Dạ con bạch ngài, xin ngài giải thích cho đạo tràng hiểu thêm, nếu mà nói tiếng Bali là có quay lực thì xin ngài giải thích về hai từ quay lực này có nghĩa là gì, rồi người đọc và người nghe có những cái ảnh hưởng gì và phải dùng cái tâm nào để nghe để có thể mà thấm vô cái tầng tâm thức của mình bạch ngài. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Tha Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thứ nhất cái ngôn ngữ Bali, cái người mình nói đầu tiên tức là Đức Phật, nhớ đó, người nói đầu tiên trong cái giáo pháp này là Đức Phật. Thành ra mình tụng tiếng Bali tức mình lặp lại lời Phật dạy trực tiếp. Còn mình dịch ra tiếng Việt đó là để mình hiểu kinh chứ không phải để tụng, mình nhớ chuyện đó. Tất cả các loại kinh mà dịch ra tiếng ngoại quốc, tiếng này tiếng nọ đó, dịch để hiểu kinh chứ không phải để tụng. Còn khi mình tụng là mình lặp lại cái lời nói của Đức Phật, lặp lại nói Đức Phật. Thành ra khi mà mình, cái người mà muốn tụng cho nó chính xác nó này nọ đó, cái gì nó nhớ đó, tất cả các bài văn Bali đó theo chú giải ở Sụpho Tha Lăng Ca Ra đó có 31 cách tụng khác nhau, chứ không phải là một cách hai cách, là 31 cách, là cả 31 cách. Mà thường thường mình tụng thì nó không có trúng, tại sao nó không trúng? Tại vì mình không nhận dạng được cửu phần giáo pháp. Vậy là nhớ 84.000 bài pháp Đức Phật ấy, dạy chia làm 9 phần khác nhau gọi là cửu phần giáo pháp. Thí dụ như ca thả, thí dụ như gì gì đó thì ca thả cách tụng nó riêng, cách đọc nó riêng, chứ nó không có ấy ăn. Còn mà cái tụng mỗi cái xứ nó lại riêng nữa, ví dụ như là tại vì cái âm mỗi người nó mỗi khác. Nhưng mà khi mà ví dụ như mình nói mình đọc tê kinh mà tiếng Việt, mình đi qua mình gặp ông sư ông Miên, mình tụng tiếng Việt họ không hiểu mình nói gì. Thành ra khi mà tụng tiếng Bali nó có cái lợi, cái là chư tăng tất cả các nước không phân biệt Tàu, Việt, Miên, Tích Lan, Miến Điện gì đó vô ngồi chung là tụng, dầu rằng con số cái âm nó có thể nó không giống nhau, nhưng mà tụng đều biết là cái bài có kinh đó là bài gì và có thể tụng ăn khớp với nhau được. Ví dụ như mình thì tụng Kusala Thamma, mà Miên thì Kusala Thamma đó, nó khác nhau những một số cái dạng như vậy đó. Và Miến Điện nó cũng khác vậy đó, nhưng mà cái cách tụng á ông tư là phải học tụng cho trúng, thành ra khi mà tụng đó là nó ăn khớp với nhau hết á, không có người dần trước dần sau. Bởi vì tụng á, ví dụ như mình giờ mình tụng cái Bali đó đó, mà mình tụng mà mình không biết cách ngừng, không tụng đúng cách á, mình đi với cái người nước khác mình dễ dễ bị rớt đại đó.
Ví dụ tới đó, đáng lẽ tới đó không được ngừng, mà mình ngừng cái là mình rớt đài rồi, mình ngừng rồi, rồi cái mình lấy hơi thở, mình thở lại, rồi mình là tức là mình đã mất hết bao nhiêu phần, ba ly trong đó rồi. Thành ra họ tụng hết câu họ mới ngừng, bởi vì như vậy đó, đó là tụng thường, hoặc còn nếu ca thả thì tùy theo, chứ không phải muốn sao cũng được. Đó, trong sự phô thả năng ca ra đề cập tới ngôn ngữ đó, đó tới 31 cách tụng khác nhau. Đó. Thành ra nhiều khi quý vị nếu mà mở YouTube lên nghe nội câu Nam Mô Tát Xà đó, nhiều khi mình đọc một lần cũng có, ba lần cũng có, năm lần có, bạn có, chín lần, 12 lần cũng có. Mình tại sao gọi là ba lần, năm lần, bảy lần, chín lần? Ba lần tức là ba cái câu đó đó, thở ba lần cho tụng hết ba câu, hoặc là thở một lần phải tụng ba câu là nó rất là nhanh, hoặc là ba câu đó, đó nhiều khi 19 lần đó là phải thở, nghĩa là nó ngồi thở nghe rồi mấy sao mà tụng hết ba câu thở 19 lần thở ra để vô rồi đó, là nó có những cái cách của nó hết chứ không phải không, là nó quý vị nên cẩn thận chứ không phải nó tôi muốn tụng sao tôi muốn ấy sao ấy, cái nghĩa nó khác nhau. Cái việc mình cũng vậy, mình ngưng mà nó không đúng cách với cái thể văn đó, đó là cái nghĩa nó khác liền. Nghe cái việc của mình cũng vậy, để cái bài thơ của Quang Dũng là nàng có ba người anh đi bộ đội mà chơi cái kiểu nàng có ba người anh đi bộ rồi đội những đứa em nàng là chết giấc liền. Thành ra ngôn ngữ nào muốn tụng cho nó đúng cái nghĩa của nó đó thì mình phải học hỏi đàng hoàng, chứ mình nói giỡn không có được. Ngôn ngữ Việt Nam vậy đó, nghĩa là phải dấu phải chống phết gì thì phải nói đúng, chứ còn không đúng là không được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, khi mình tụng vậy đó nhân từ Bali nó khó, ngay cả mấy ông sư vậy chứ không phải Phật tử đâu, mình chỉ cần sơ hở nghĩa là mình, một là mình tụng sai liền, sai từ bài này qua bài khác, hoặc là mình tụng lặp đi lặp lại mà không biết cái chỗ nào mình để, ví dụ như tới từng tụng đã đời sao thấy của nãy giờ tụng hoài sao thấy mình không có cái chỗ ra đó, thành ra tụng Bali là phải có niệm mạnh ghê lắm, chứ còn không mạnh là dễ chết lắm. Điều rằng mình nói mình thuộc chưa chưa chắc nó có cái khổ đó, nó rất là khó khăn cho cái người mà học cái ngôn ngữ Bali này. Nhiều người mới vô là sợ là phải rồi, sợ là phải, nhưng mà ở bên đó đó thì đa số là họ họ bắt phải học, cái học con nít từ ngoài đó, thay vì cái gia đình Phật tử của họ đó họ bắt tụng kinh đàng hoàng, chứ không phải là giống như gia đình Phật tử của Việt Nam đâu, muốn làm gì làm tùy theo ông huynh trưởng, không làm gì cái đó không có đâu. Tụng ba ly đàng hoàng vào trường học mỗi sáng, mà trước khi chào cờ xong rồi là Nam Mô Tát Xà rồi thì bị sổ phá cái hoa liền, chứ không có ấy là và Thái Miếng Điện vậy đó, nó bắt cần từ lớp mẫu giáo đã tụng về là nó thuộc lòng nhiều cái lắm. Cái thứ hai, nếu quý vị ở mà các nước mà hoặc là gần các nước như Miên Lào này kia sùm, nó có cái vị là A Cha. A Cha tức là nói tắt của chữ Acharya đó. Cái gì đó thường thì vì tôi sức họ rành lắm, họ hướng dẫn tất cả mọi chuyện từ cái vấn đề xin tụng kinh rồi xin giới xin đồ này kia sùm này xong xuôi rồi chưa tăng cái là đăng đàn là thuyết pháp thôi. Còn cái người ở bên ấy thì bên ở bên Lào thì họ gọi là mẹ tụ, nếu cái bà đó bà làm việc đó, hoặc là phó tụ tức là cái ông mà ông làm việc đó, tức là ông làm hết cái công việc đó. Chưa tăng không có đụng đẩy gì hết, không phải giống như Việt Nam mà chưa tăng ấy, còn đó họ hướng dẫn rồi hết. Chưa tăng chỉ làm những cái việc mà của chưa tăng mà thôi đó. Thành ra cái đó là những cái mà mình phải biết cách để mình học cho nó đúng, là khi mình tụng thì nó mới có cái năng lực. Chứ còn mình tụng mà nó không trúng, giống như là cái nghĩa nó sai lầm, làm sao nó có năng lực được, thấy không? Mình phải nghiên cứu. Thường thường đó, dễ tụng nhất là ca thả. Ca thả nó có ba cái tụng, mình ngừng từng câu, hay là mình ngừng giữa hai câu, hoặc là cả bốn câu. Ca thả thường là bốn câu, ví dụ kinh Pháp Cú rồi hay cái bài kinh Hạnh Phúc này kia xong đó, thì mình dịch mình ngừng từng câu, nó gọi là bà thá giá thị là ngừng, bà thá giá thị là ngừng từ từng đoạn. Còn nếu hai cái câu mình ngừng lần, nó gọi là ạch thải giá tiện. Còn nếu mà cả đọc cả bốn câu thì gọi là ca thả giá tiện. Nó có chỗ ngưng cho qua, mình cũng ngưng sao mình ngưng đó. Ngưng sao không ngưng.
Vô cái câu mà thường mà khúc chúc vậy đó, có quá túi sách đó. Một là đa số thì họ ngưng khoảng nửa câu, tức là à, thải giá trị đó, tức là có quá túi sách và mừng khẩn ăn rất khẩn túi sách và đê quá ta ngưng vậy đó. Sắp ba bước tha nó pha về nó sẽ đa sở thí phá quanh tu tê ngưng lại phá quá tu sắp ba măng khả lăng rắc khánh tu sắp ba đê quá ta sắp ba thăm ma nó pha về nó sẽ đa sở thí phá quanh tu tê. Câu cuối là phá quá tu sắp ba măng khả lăng rắc khánh tu sắp ba đê quá ta sắp ba sẵn khả nó pha về nó sẽ đa sở thí phá quanh tu tê. Chứ không ngưng ngưng chỗ nào, ngưng chỗ khác là nó nghĩa nó sai liền, giống như chúng tôi nói hồi nãy đó. Xe liền hoặc là bài kinh hạnh phúc vậy đó, sẽ qua na chập hà là năng đó là thường mình tụng từng đoạn đó. Còn nếu mình tụng cả hai đoạn cũng được, hoặc là mình tụng như sao đó, thành đơn thường đại số khi mà họ thuyết pháp họ tụng một đoạn với câu cuối thôi, dù sẽ qua na chập hà là năng e tâm măng cái lắm một tâm măng đó, chứ đừng bao giờ mình tụng mà mình nghĩ mình ngưng tại những cái âm dài đó, nó có một hai điều kiện trong 31 cái cách tụng mà thôi. Ví dụ những bài kinh dài như trường bộ kinh này kia rồi nó không có cái form của bài kinh đó, thì mình tụng khi nào tới âm dài mình ngưng được. Nhưng mà ngưng rồi nhớ là thở phải cho nhanh. Nếu mình tụng một mình thì mình ngưng lâu được, nhưng mà thở tụng với người khác thì không, phải thở cho nhanh để đừng có buông, nghe là đừng có mất. Ví dụ mình thở người ta tụng theo hai ba chữ nó nói theo là mất. Ở đây chỉ có thờ, đa số là miếng điện là nó tụng trúng rồi. Bây giờ anh ngưng thở là tiên anh bắt đầu mở lại, anh khoa mở ngay tới đó, anh tiếp ngay cho đó. Còn ông kia ông tụng tới đâu kệ đó, anh lại vô mà nghe miếng điện tụng rất là nhức đầu. Bởi mạnh ai nó tụng mà tụng không có sót cái âm nào đó, nghe giống như chị lộn á, vô cái chỗ mà đọc kinh của miếng điện nghe giống như chị lộn vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Còn mình không quen mình cái chỗ nào nó ngưng không có nên tập lần lần thì nó sẽ quen. Mô Bích Thầy á. Nam mô Bố Thầy dạ. Dạ con xin kính tri ân sư chỉ dạy ạ. À, bạch ngài, con có một câu hỏi tới của Thi Lâm mới vừa post lên. Dạ kính thưa ngài, khi sanh Đức Phật sau 7 ngày thì hoàng hậu Maya Devi mất sanh về cõi trời Đâu Xuất. Nguyên nhân nào Đức Phật không lên thẳng cõi trời Đâu Xuất để tế độ mẫu thân, mà ngài chỉ ngự ở cõi trời Đao Lợi để tế độ thân mẫu? Xin ngài quan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. À. Kính tri ân ngài. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy và kính bạch Chư Tôn hiện và kính thưa chư quý vị. Thật sự ra được nghe Đức Phật thuyết pháp là cái vinh hạnh lớn, thành ra phải tâm sư học đạo. Thành ra khi được tin Đức Phật lên thuyết pháp và cùng trời Đao Lợi thì cái vị chư thiên mà tiền thân là bà hoàng hậu Maya đó phải đi xuống để chứng tỏ sự kính trọng cái vấn đề nghe pháp, kính trọng cái người nói pháp và chẳng dịp của tạo công đức là mình tầm sư để mình học đạo. Đó là lý do chính tại sao mà ngài phải đi xuống như chư thiên phải đi xuống để nghe. Còn Đức Phật vậy tại sao mà chỉ lên cõi trời Đao Lợi mà không đi lên, này lên cũng được chứ không. Nhưng mà những chư thiên cái cõi Đao Lợi là cõi của vô trời mà ở, thành ra chư thiên ở trên cao xuống rồi ở dưới đi lên cũng được. Nhưng mà lên Đâu Xuất hai trên nữa thì cái chư thiên cái cõi tứ đại thiên dương hay là cõi Đao Lợi chưa không có nhiều gì không có khả năng đi lên, thành ra đó là cái cảnh trời mà được để cho tất cả các điều đó, thành ra Đức Phật mới lên ngự lên cõi trời thuyết pháp là vậy. Nam mô Bích Thầy dạ. Sa thú con kính tri, con xin thay mặt đoàn tràng kính tri ân ngài ạ. Dạ con có câu hỏi kế tiếp của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư giảng về sự khác nhau giữa sắc sắc uẩn và sắc thủ uẩn. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy dạ kính bạch Chư Tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Cái chữ sắc này đó có nghĩa là sắc cũng có mà không phải sắc, cũng gọi là sắc như thường. Trong khảnh tá mua lá cả đó, ru băng ru bạc khảnh thô tị, được gọi là sắc, có phải là sắc quẩn không?
Thì câu trả lời là bị giá ru băng xả tạ ru băng, ru băng ná ru bạc hạnh thô. Tức là bị giá ru băng là sắc, sắc đẹp sắc gì đó. Xả tạ ru băng là sắc để làm cho người thỏa thích đó. Thì đúng rồi, được gọi là sắc. Nhưng mà không phải là sắc quẩn. Thành ra sắc là chỉ chung cho tất cả, có khi là danh cũng cũng nằm trong phần đó. Sắc quẩn là chỉ cho sắc 28 cái sắc này thôi, cái khác thì không kể sắc quẩn. Còn sắc thủ quẩn tức là những cái sắc nào mà là đối tượng của tứ thủ á, thì gọi là sắc thủ quẩn. Bởi vì sắc chi tế, sắc này sắc nọ nó có nhiều cái lắm. Thành ra nhưng mà cái đó phải học ở trên cái phẩm gia ma cả mới thấy rõ tại sao có những cái sắc mà tứ thủ không có giỏi vô được. Dầu rằng tứ thủ là nó biết tất cả các pháp thuộc về hiệp thế, thì sắc nó trong hiệp thế, nhưng mà lên đó họ chia sẻ nhiều cái rất là trên trong cái bộ giáo mắc cả. Nếu có dịp nghiên cứu ra là nó mồ bịch thầy vậy. Bác mồ bịch thầy vậy. Dạ con xin thay bàn kính tri ân câu trả lời của ngài ạ. Con không biết đạo tràng có còn câu hỏi nào để đặt lên cho ngài nữa không ạ? Dạ trong thời gian dạ con thấy câu kế tiếp của định tuệ song tu. Kính thưa sư, có đoạn kinh đối với vị chánh kiến chánh tư duy sinh, đối với vị chánh tư duy chánh ngữ sinh, đối với vị chánh ngữ chánh nghiệp sinh, đối với vị chánh nghiệp chánh mạng sinh, đối với vị chánh mạng chánh tinh tấn sinh, đối với vị chánh tinh tấn chánh niệm sinh, đối với vị chánh niệm chánh định sinh. Có phải đoạn kinh này ám chỉ cả tám chi thánh đạo xuất hiện cùng lúc không, trước sau trong tâm thánh đạo hay không thưa sư? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự tám cái chi này nếu ở trong tâm đạo thì nó phải đồng sinh với nhau. Nhưng mà đồng sinh không có nghĩa là cái này nó là cái nhân của cái chi khác, không được. Trong cái vấn đề nghiệp quả đó, nhân sanh trước quả cũng có, nhân đồng sanh như quả cũng có, nhân sanh sau quả cũng có. Thì đối với cái đoạn kinh này là chỉ cho cái nhân và cái quả đồng sanh. Tức là có chánh kiến là nhân đưa tới chánh tư duy, nhưng mà hai cái đồng sanh ở cùng một nơi cùng một lượt, chứ không phải xuất hiện trước sau gì hết. Dầu rằng nó là nhân quả nhưng nó đồng sanh, thì cả nhân cả một lúc nó sanh một lúc nó vẫn hòa nhân quả với nhau được ha. Chứ còn nếu không phải là phải sanh trước mới là nhân, sanh sau mới là quả, hoặc cái chuyện gì khác, đồng sanh cũng là nhân quả với nhau. Thì trong đoạn kinh này giải thích cho chúng ta thấy như vậy đó, nó sanh một lúc nhưng mà nó vẫn có nhân quả chứ không phải không. Nam mô Bích Thầy Giá. Nam mô Bích Thầy Giá. Cha con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài ạ. Dạ bạch ngài, nếu mà dạ con xin có câu hỏi kế tiếp của định tuệ song tu. Kính thưa sư, có câu Bali trong sách Chư Lý Cao Học, trưởng lão và thượng tịnh sự á quýt chá ma nê chá qua bê ti tí. Á quýt cha có nghĩa là không biết pháp hiện tại, gọi là vô minh. Kính xin sư chỉ dạy pháp hiện tại là ám chỉ pháp gì ạ? Con xin kính dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bích Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Pháp hiện tại đây chỉ cho duyên khởi, hay mình thường mình nói là thập nhị nhân duyên đó. Bởi vì lý do đó là trong tám cái điều mà vô minh không biết, bốn cái là thánh đạo, không phải bốn cái thánh đế, tứ diệu đế. Cái thứ năm là danh sắc thuộc về quá khứ, thứ sáu danh sắc thuộc về tương lai, thứ bảy danh sắc thuộc về quá khứ lẫn tương lai, cái thứ tám đó. Thì nếu mà nói theo cái câu này thì danh sắc thuộc về hiện tại. Nhưng mà đó ngài không nói danh sắc thuộc về hiện tại, mà ngài nói là danh sắc chân hành theo nhân duyên của nó, tức là không biết nhân duyên, tức là như là không biết hiện tại là vậy đó.
Thành ra muốn mà thoát khỏi cái đó thì phải biết hiện tại. Mà biết hiện tại là biết trong lúc mà mình thành thiền minh sát mà thôi, chứ còn nếu mà thành cái khác thì không biết được. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của Ngài ạ. Dạ quý vị có câu hỏi xin đặt lên giống như Định Tuệ Song Tu rất là xa thú. Dạ bạch Ngài, dạ con xin dâng bích lại cho Ngài ạ. Quý vị cho tôi xin, chúng tôi xin mấy phút mấy đứa nhỏ nó quánh trống ngồi hàng xóm nó qua nó kiện nữa. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Quý vị có vị nào có câu hỏi thì cứ việc đặt lên, post lên chung dưới Định Tuệ Song Tu luôn. Rồi Nguyên Như sẽ tuần tự Nguyên Như đọc đọc câu hỏi lên cho đạo tràng và Ngài cùng biết nha quý vị. Trong thời gian chờ quay, chờ Ngài quay trở lại mic ạ. Nguyên Trang hồi nãy giờ Nguyên Trang vô hồi nào vậy? Dạ con bạch Ngài. Dạ bạch Ngài, con có câu hỏi kế tiếp của Định Tuệ Song Tu là kính thưa sư, đối tượng của lộ ngũ môn Banh Chá Đoà Rá Chích Tá Quỳ Tí là Bá Rá Mắt Thá. Như vậy bảy sát na động tóc trong lộ ngũ cũng bắt đối tượng là Bá Rá Mắt Thá. Mà nếu thấy biết trên đối tượng Bá Rá Mắt Thá thì chưa có nghĩa là danh giới định chen vô, thì lúc đó chưa có sự thương thích ghét sợ, thì làm sao lại có tâm tham sân ở động tóc trong lộ ngũ? Và con xin dâng bích lại cho Ngài ạ. Nam mô Bích Thầy gia kinh bạch kia tạo hè giả kính thưa chư quý vị, động tóc trong lộ ngũ nó là nó phát sinh là nó là automatic autonomatic nên nó theo tiếng Bali. Tức là cá tính của anh là cá tính tham, thì anh thấy là cái đó nó phát sanh rồi, chứ không gì phải đợi rồi nó biết cái gì không biết cái gì. Nghĩa là tùy mỗi trường hợp thì nó ấy, như là trong động tóc của phạm nhân chúng ta là chỉ có hai chuyện để nói thôi, một là 12 tâm bất thiện hoặc là 8 tâm đại thiện, mà nó phát sanh thường thường đa số là do cái cá tánh của mình, cá tánh tham sân cái này đó, thì nó phát sinh automatic. Thành ra khi mà nó xuống cái lỗ ý rồi mình mới có khả năng mình đổi được cái chỗ đó, cái lỗ ý rồi. Nhưng mà thường thường đó, bảy sát na của cái lầu ngủ đó nó đâu có dừng lại được, nên nhớ chứ nó không có dừng lại được. Một cái búng tay đó là tâm sinh diệt 1.000 tỷ lần, tức là khoảng 5.000 tỷ cái lộ trình tâm như vậy đó, khoảng 5.000 tỷ cái lộ trình tâm đó, cái lộ ngủ nó phát sanh một lộ rồi nó xuống là lộ ý liền tiếp theo, rồi nó trở lại lộ ngủ một lần lại xuống lộ ý, chứ nó không ở đó được, nó không ở chỗ. Còn cái lộ ý đó, thì nó có thể nó phát sanh liên tục vài lộ, vài trăm lộ hoặc vài ngàn lộ hoặc vài ngàn lộ, thành ra mình mới có cái sự mà tạo cái điều kiện để cho mình có thể quán được cái đó, để mình biết mình đang có tham hay không có tham là vậy. Chứ còn lộ ngủ thì không có xài được trong thiền minh sát, nó phát sinh một tất cả từ đầu đuôi đều automatic hết. Nó một thầy vậy. Nam mô Bích Hà Thầy Giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời chỉ giáo của Ngài ạ. Dạ con không biết đạo tràng bây giờ còn có câu hỏi nào khác để cho Nguyên Như đọc cho Ngài hay không. Dạ sa thú Định Tuệ Song Tu nha. Kính thưa sư, nếu động tóc trong lộ ngữ tự động không thể dừng thì trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, làm sao dừng lại không xuống động tóc?
Dạ con xin dâng quốc lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư vị, đó là lỗ ý niết, nó biết cái chỗ nào thấy gọi là thấy, tức là những cái động tác trước khi xuống những cái sách là tầm trước khi xuống động tác của lỗ ngũ á, tức là năm sáu cái sách nào đó đó, manu đồ và rồi bàn trà đồ và rồi quát chân ná chặt khu viên già ná sẵn được chân ná sẵn tiền ná quát thập ná, nó qua nhiều loạt vậy đó thì cái lỗ ý nó lên, nó biết cái chỗ đó chứ không phải là cái lỗ ngủ nó biết, nó không có dừng lại, nó nhớ tâm sanh diệt từ cái sát na đầu tiên mà không thể biết được của mình cho tới bây giờ cái sát na cuối cùng cũng không thể biết, trừ phi mình đắc đạo quả tứ thánh đó, thì mà nó biết cái sát na cuối cùng mình là tâm tử của bậc tứ thánh quả thôi, bây giờ mình tâm tử nó vẫn không có dừng lại, nó diệt rồi cái tâm sanh nó tâm tái tục nó phát sanh liền, nó phát sanh từ tăng a tăng kỳ này qua a tăng kỳ khác, nó phát sanh hoài, nó ngưng lại chỗ nào nó không biết, nó không có biết mỏi biết mệt gì đâu, là nó không có ngưng, không có ngưng, nên mình đừng thấy cái suy nghĩ của mình tưởng đâu một cái bốn tay ngàn để lo sanh na rồi làm sao nó mới dừng, ngoài cái lỗi nó sẽ biết, lỗi nó sẽ biết. Tại vì cái lỗi ý có cái Atabi Sambhasano Satima nó sẽ biết những cái điều gì cần phải biết. Nhưng mà với điều kiện là cái lúc đó cái trí tuệ nó phải mạnh ghê lắm nè. Chứ còn trí tuệ của mình là thuộc loại mới bị tai biến mạch máu não nằm trong bệnh viện mới đi ra đó thì không có khả năng biết được mấy cái đó đâu. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ sa thú dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ Nguyên Như bận con nhảy lên cầm micro giùm dạ. Đường nét của con nãy giờ cũng té lên té xuống cũng mười mấy lần rồi dạ. Nếu con có té nữa đạo tràng cũng ai đó quan hệ nhảy lên giùm nha. Dạ mọi người giúp một tay. Dạ sau đây con xin đọc câu của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có đoạn kinh do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được đoạn trừ. Xin sư chỉ dạy về nghĩa của dục tham, sắc tham và hữu tham, vô thường tưởng trong đoạn kinh này là quán tưởng theo tục đế hay thấy chân đế? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, quý vị muốn tới được cái đoạn này quý vị phải tới cái thầy thứ tư phần sau trở lên. Thì chắc chắn là cái tâm lúc đó nó phải có danh sắc rồi, cho nên là không thể nào mà theo tục đế được cả. Theo tế lúc đầu đầu mình tập thôi, cho tới cái tệ thứ tư đó, tức là sẽ giáp phải giá ra nó, tức là đoạn đầu nó vẫn có quý bạch sanu và kỳ lê xạ, tức là vẫn bị cái những cái chế cái tục đế hay là cái tưởng trong danh trong sắc nó vẫn nhào vô được như thường, nhào vô làm cho những cái phiền não phát sanh. Vậy lúc đó mình thấy ánh sáng là thấy những cái tâm thanh tịnh rồi này kia là thuộc loại thiền pháp hết đó, nhưng mà cái loại thiền pháp nó vẫn đưa tới cái tham nhào vô để chấp mấy cái đó. Khi nào mình cái trí tuệ có năng lực á thì nó diệt được mấy cái đó, thì lúc đó là tới phần thứ hai của cái tệ thứ tư đó, tức là thế giáp phải giáp, tức là tệ thái sinh diệt mà có năng lực á, thì lúc đó mình mới có thể mình ra khỏi cái mấy cái mà cái vị hỏi này thôi, chứ còn nếu mà chưa tới đấy thì lúc đó phải là chân đế thì chứ không thể nào ấy được đó. Trên nguyên tắc là cái tệ đó lúc đó là nó thấy tam tướng, từ khi vô thương con đã vô ngã, nhưng mà cái tam tướng đó là trạng thái của pháp chân đế chứ không phải là trạng thái của tục đế. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị Phật tử tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình ạ.
Quý vị nào có micro thì có thể giơ tay để hỏi trực tiếp đến với sư Liễu Tông. Dạ, không biết mấy tháng nay ở chùa bên sư Liễu Tông có lặng chưa? Dạ, con thấy có câu hỏi rồi. Định tài song tu, kính thưa sư, như sư đã giảng, tâm ký bao gồm các tâm quả và tâm duy tác. Cả hai loại này đều không có tạo ra tâm quả ở thời vị lai. Vậy sắc pháp và niết bàn cả hai cũng không có tạo ra tâm quả ở thời vị lai. Vậy có thể gọi là pháp vô ký được không thưa sư? Và dạ, con kính thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tông hay dạ kính thưa chư quý vị. Mình nhớ là khi mình nói nhân quả trong các cái điều kiện về tâm nghe danh sắc này nè, tâm mà nó có khả năng nó cho đó, tức là tâm nó làm như vô động tốc mà thôi, chứ còn cái tâm khác đó nó cho theo cái duyên mình gọi là duyên hệ đó, chứ nó không có cho quả theo cái kiểu mà nhân quả được. Thành ra cái sắc pháp này đó nó không có khả năng nó cho quả, mà niết bàn là pháp vô vi lại càng không có khả năng nữa. Nhưng mà tất cả các tâm quả và tâm duy tác thì vẫn gọi là pháp vô ký, là Apajakata, tức là tâm quả là danh, tâm duy tác cũng là danh. Nhưng mà nên nhớ đó, hoặc là cái sắc pháp và niết bàn đó nó cũng nằm trong cái Apajakata thâm. Đấy, quý vị nào mà học cái tâm á sẵn anh yêu Kusala tham ma, tức là các tâm thiện và tâm sở đi theo nó. Kusala tham ma, tức là các tâm ác và các tâm sở đi theo nó. Apajakata tham đó thì nó gồm có, nghĩa là từ tâm quả, tâm duy tác, sắc pháp và niết bàn. Thì cái đó nó vô ký được, nhưng không thể dùng cái đó để mình nói sắc pháp niết bàn nó không có tạo ra quả, bởi vì nó tạo ra cái duyên do cái pháp khác sinh khởi thì được, nhưng mà nó không có chính thức là nhân của một cái quả nào đó. Hai cái đó phải hiểu cho nó kỹ, nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Nam mô Bụt Thà. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý Phật tử chúng ta tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình. Sau đây thấy có một câu nữa của định tại song tu, kính thưa sư, tại sao các tâm vô ký Apajakata không đi cùng với các sở hữu bất thiện? Và con kính thỉnh Liễu Tông. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Ngay các sở hữu bất thiện nó chỉ đi với 12 tâm bất thiện mà thôi, chứ nó không có dõi tới cái chỗ khác được. Nó nhớ chuyện đó, nó không có dõi tới chỗ khác. Còn các tâm vô ký đó, nó có tối thiểu thì cũng 7 cái tâm sở mà gọi là xả tha ná đó, tức là 13 cái tâm sở mà nó gọi là tào lao đó. Nghe lúc nào ác thì cũng theo, thiện cũng theo được. Nhưng mà các tâm mà các sở bất thiện là chỉ theo các tâm ác mà thôi, cũng giống như các tâm các sở hữu thiện đó, tức là hai mươi mấy cái tâm sở thiện đó thì nó chia theo các tâm thiện mà thôi, tâm tốt mà thôi, chứ nó không đi theo tâm xấu. Thành ra các sở hữu bất thiện là nó không có dối tới mấy cái tâm tốt được, ngay cái tâm quả nó dối còn không tới, mà làm sao nó dối được mấy tâm khác được. Nó mô Bụt Thà á. Dạ, sa thú lành thay, và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý Phật tử tiếp tục ạ. Dạ, trong đạo tràng chúng ta có 38 thành viên. Dạ, mời quý vị có thể giơ tay lên nè. Hay là quý vị có thể xuyên thì đánh máy như là định tuệ song tu. Dạ, con sẽ cố gắng đọc. Kính thưa sư, có câu kinh: ở đâu có định, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có định. Định ở đây là ám chỉ loại định nào? Sát na.
hoặc cận định, hoặc an chỉ định và đối tượng của nó là gì? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bố Tát. Dạ kính bạch chư Tông, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự là cái gọi định, cái chữ định ở đây nó ở đâu chứ còn mình hỏi chung chung vậy là không thể trả lời được nó là cái gì. Nếu mà định ở trong 12 tâm bất thiện thì là tà định, thì nó cũng là sát na định, mà nó có thể là cái loại định có năng lực được như thường. Nhưng mà nó gọi cần định như ấy thì nó chỉ có ở trong tâm thiện hoặc tâm di tác mà thôi. Tại sao ở trong tâm di tác hoặc di tác loại nào? Di tác là di tác mà hiệp thế thôi, chứ còn cái mấy cái tâm di tác ở trên thì cái định nó rất là có năng lực. Nó có thể có năng lực. Còn cái định mà thác sát na định thì nó có trong 121 tâm này. Tâm của tất cả là 21 tâm, nói rộng mà nói hẹp thì có 89, ngoài 91 thì đều. Thì cái đó là định ở trong tất cả các tâm như vậy. Nhưng mà nếu là ở trong tâm thiền thì cái đó này nó gọi an chỉ định. Mà nó ở trong cái tâm hiệp thế mà cần gần đúc cần thiền thì nó gọi là cận định. Còn nếu nó ở trong cái tâm đắc thì nó chỉ gọi là sát na định thôi, chứ đâu có gì đâu, là tùy theo cái chỗ nó đứng. Chỗ có tệ mà tệ trong thiền minh sát thì nó cũng chỉ là sát na định thôi, thì mới thấy danh sắc nào này kia thì nói thì tùy theo cái chỗ nó đứng ở đâu. Chứ còn hỏi chung chung vậy thì rất là khó phân biệt là cái loại nào là sát na cận hay gì cũng không có, tùy theo pháp hành của người đó đang hành, hoặc là từ người đó đang ở trong trạng thái bình thường. Ví dụ mình nhậu thì nó cũng có định, nó sao không có, với định ở trong 121 tâm mà đừng qua là nó có chứ không có. Nhưng mà định đó là định gì? Tà định không chừng mà đang thỏa thích trong việc nhậu, hoặc là đang gây lộn sân thì nó cũng là tà định được. Chứ còn cái nào nó ở trong tâm thiện hay tâm di tác thì mà lúc đó mình mới có thể phân biệt được nhiều chuyện. Còn không thì hỏi chung chung thì rất là khó giải thích. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ sa thú sa thú, và dạ, kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, sau đây Thi Lâm Boss lên câu hỏi của Phật tử. Nếu thọ trì tam quy ngũ giới, vậy những người bị một khuyết tật về thể chất thì thọ trì ra sao? Chẳng hạn người đó không nói được. Dạ, giới thứ tư có ảnh hưởng thế nào? Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư Tông, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chuyện quan trọng thọ thì quy ngũ giới, không phải là dùng cái miệng để thọ nên mà dùng cái nhớ đó, là cái tác ý. Trong cái câu đầu tiên mình thọ để thấy là biết nè. Ba na ti ba ta ve ramani sikha pa đăng samati. Con xin vâng những điều học là có tác ý tránh xa sự sát sanh. Thành ra khi nào cái tâm mình nó vẫn có tự ý là không làm cái việc đó là vẫn được gọi thọ ngũ giới tam quy như thường, chứ không phải là phải đợi phải cầm hay không cầm hay cái gì. Chuyện đó nó không có liên hệ nhiều. Mà dầu rằng mình không cầm nữa mà mình thọ rồi mà cái chút là cái tự ý mình quên cái vụ mà mình đang thọ giới thì lúc đó vẫn bị khuyết như thường. Thành ra chúng tôi nói trên room này nhiều lần đó, giữ giới không có nghĩa là người có giới ha. Đó. Mà người phạm giới không có nghĩa là người bị giới, bị hư giới. Nó nhiều chuyện lắm, bởi vì giới nó có đủ chi. Mình muốn nó phạm thì phạm những cái gì có đủ hết chi hay không, hay là không đủ gì đó. Thành ra cái chuyện mà thọ tam quy ngũ giới là ăn thua cái tâm của người đó. Cái tâm mà ngăn ngừa cái việc làm một trong năm cái điều kiện, năm cái việc làm đó. Chứ không có liên quan gì đó. Người bị tật, bị gì vậy đó. Người bị câm, bị gì cũng vẫn. Nghĩa là mình tên mình xin thọ tam quy ngũ giới thì ông sư cũng đọc thì mình dùng cái tâm mình lập lại cái đó theo cái tâm của mình, chứ không cần phải mình có khả năng nói ra khẩu thì mình dùng cái khẩu, còn có mình dùng ý mình nói cũng được, không sao. Cái quan trọng đó là khi nào đụng việc mình có phạm hay không thôi. Mà cái lúc mà mình đi ra ngoài mà mình quên, mình không nhớ, mình không có tác ý thì là trừ cái đó, đa số mình quên rất nhiều ra rồi mình dễ phạm giới sát sanh, là giới gì khác đó.
Ví dụ như mình mà nguyện là không sát sanh vậy chứ, mình ra ngoài mỗi cắn là mình làm cái bọt liền chứ mình đâu có ấy đâu. Bởi vì cái lúc đó tác ý dữ giới mình không còn nữa, tác ý mình tránh xa chuyện sát sanh không còn nữa. Thành ra cái người muốn giữ giới trong sạch là phải tác ý mình ra giữ tránh xa năm cái điều đó đó, nó phải vững chắc mới được. Chứ nếu mình không vững chắc á, mình có xin giới 1.000 lần cũng không gọi là người giữ giới. Mà mình giữ vậy nó cũng chưa chắc là người có giới. Bởi khi đụng chuyện, bởi vì mình giữ giới là giữ gì? Mình nguyện với ông sư là con xin luôn giữ điều học, chứ mình đâu có nguyện mình được cái giới đó đâu. Đó. Thành ra bây giờ mình ra ngoài mà nó đụng chuyện mà mình, ví dụ như nó ca con mũi mà nó thấy mình vừa mới thọ tam nguyên của giới trong chánh điện đi ra, cái nó vô nó hung bên má phải mình mà mình tán má trái của mình để cho nó bay đó, thì lúc đó mới được gọi là người không phạm với giới thứ nhất. Còn nếu mình tán nó cái bọt thì mình tiêu liền thì sao cũng tiêu, thấy không? À, thường thường là ngứa là tán thôi chứ không có khe. Thành ra nó nhớ người ta tránh xa những cái điều đó mới là cái quan trọng trong việc giữ giới. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa tu kính tri ân sư Liễu Tông. Để con học online chia sẻ là câu hỏi đây. Ví dụ vừa là tổng thống vừa là Phật tử, làm sao mình bảo dân giữ giới sát sanh khi quốc gia mình nằm trong vùng duyên hải? Được ạ. Câu hỏi hả? Dạ, câu hỏi lần sau quốc cho cái dấu hỏi dùng cái. Tại không có dấu hỏi, dạ con sẽ đọc lại ạ. Ví dụ vừa là tổng thống vừa là Phật tử, làm sao mình minh bảo dân giữ giới sát sanh khi quốc gia mình nằm ở vùng trong vùng duyên hải đánh cá được ạ? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bích Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, mình giữ giới là do tình cái tự nguyện của tất cả các Phật tử, chứ cái người mà nguyện giữ giới chứ đâu có mình làm gì đi nữa, mình cũng là Phật tử hay là mình là cái gì đi nữa thì mình cũng đâu có biểu người ta đừng có sát sanh được, thấy không? Ví dụ như ông vua Thái, ông vua chết rồi đó, ngày giới ông vô chùa ông xin thọ tám giới, mà ngày thường ông xin thọ ngũ giới đó, không nha, không có. Nhưng mà cái dân đó là ác lại chuyện của nó chứ. Mình khuyên được cái gì thì khuyên, rồi khuyên nó nghe nó không nghe thôi chứ. Bởi vì nói chung là cái chuyện mà mình đi đánh cá để nuôi mạng, rồi mình coi đó giống như cái nghề. Nếu cái nghề mà ông vua hay ông tổng thống mà không có khả năng mà nuôi họ ăn uống đàng hoàng thì họ làm rồi mình nói rồi không nên đánh đâu. Mà giờ cái việc khác mình không có tiền mà không có là không lẽ họ giờ họ không có đánh đá họ cũng phải làm cái khác à? Có nhiều người ở đâu đi đánh cá đâu, nghĩa là không có sát sanh nhưng mà đi ăn cắp nên nuôi mạng. Thành ra cái chuyện mà biểu người ta giữ giới vậy đó, cái đó là cái chuyện đó tự nguyện của mỗi cá nhân. Mình cảm thấy mình làm chuyện đó nó nguy hiểm nên là mình nguyện là mình không làm, chứ không cần ai phải biểu đó. Còn người ta có bắt buộc, người ta có thí dụ nữa. Thật sự ra đó quý vị nên biết là ngay cả những cái nước như Thái rồi nó thọ vậy chứ cái giới mà giới thứ năm nó bây giờ nó giữ tròn đó, nó giờ giữ tròn. Thành ra sau này nó có một số cái điều luật mà liên quan tới cái đó đó, mà nó chỉ áp dụng được mấy cái làng quê ở ngoài thôi, chứ trong thành phố cũng làm không được, cũng không kiểm soát nổi. Tức là thời thọ ngũ giới trong cái ngày đó, nghĩa là ngày đó không có làm gì hết, không có là sát sanh trong các tài dụng ruộng nói dối gì kìa, thì là không có làm. Nhưng mà tại vì dùng nhà quê thì nó dễ, nhưng quê nó dễ nhịn ngày không sao, còn trong thành phố sao mà ấy được, nó sô bộ ôn đồ ôm xồm về thì đâu có giúp được, nó khó lắm. Không? Bởi vì Đức Phật cũng nói là chúng sanh đi xuống nhiều giống như lông bò đi lên, chứ giống như sừng bò đấy. Nhưng vào thời buổi này thì bò có một sừng à, mà sừng kia nó bị gãy nào rồi, là đi lên một người đi xuống giống như lông bò là vậy đó.
người ta thích làm ác hơn là thích làm thiện. Ừ. Cái gì đó là cái tự nguyện, không phải ông tổng thống hay ông vua ông gì biểu ông ta đừng làm, ta không làm được. Thà vậy. Dạ, sa thú và kính tri ân Sư Liễu Tông. Dạ, sau đây thấy Thi Lâm post lên này, không biết câu hỏi gì, tôi cũng đọc đại đi. Trong trường hợp nào hào quang chư Phật tỏa sáu màu, xin Ngài Quan Hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Kính tri ân Ngài. Dạ, con kính thỉnh Sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thà và kính bạch chư. Dạ thưa chư, cái điều đó không phải Đức Phật luôn không có hào quang, có nhiều cái chuyện không phải lúc nào Ngài cũng có hào quang. Ngài đi về dọc đường, Ngài vô cái chỗ mà cái lò gốm lò sưởi gì đó, cái ông đó ông đâu biết Đức Phật là ai đâu, mỗi ngày đâu có hào quang gì đâu. Cho tới chừng ông vô, ông là người ông nguyện theo Ngài đó, nhưng mà không biết Ngài. Tới chừng vô nói chuyện họ mới biết đây là ông cái ông mà mình thờ làm tổ sư nè. Đó, không có, thấy không? Trong kinh điển chỉ ghi là một hai trường hợp có thôi, là thứ nhất là trong thời gian Ngài đắc đạo quả 7 năm ấy, Ngài đang quán xét về, nghĩa là thập nhị nhân duyên với duyên hệ đó, duyên khởi duyên hệ đó, thì hào quang sáu màu nó chiếu ra Ngài thôi, mà không có xa đâu, chiếu chút tích tắc là thôi chứ không có. Cái thứ hai là cái lúc Ngài biểu diễn song thông, biểu diễn thông phải dùng tới cái đó để cho tà ma ngoài đạo nó ớn thôi, chứ bình thường Ngài đi đâu quý vị nên nhớ vào thời đó mà dân tà kiến nó nhiều mà đi đâu cũng có hậu quan là coi chừng nó đào hố rớt xuống hố mệt đó. Cũng không có, thành ra mình cứ nghĩ Đức Phật đâu cũng giống Ngài bình thường thôi chứ không có hậu quan gì đó. Khi có hào quang là đang những trường hợp rất là đặc biệt, ví dụ như Ngài quán xét về duyên khởi đó, bộ bạch thả ná đó, không? Trong chú giải nó cái đó tại sao mà nó nghĩa là nó vi tế cỡ nào ấy, thì trong chú giải nó giải thích đó, nếu mà một người đó mà mỗi một ngày đó mà có thể tụng được 10.000 câu, người đó phải có tuổi thọ 100.000 năm mới tụng hết cái bộ bạch thả ná thôi. Đó. Phải biết nó khủng khiếp vậy đó. Thành ra khi Ngài quán tới cái chi tiết, những chi tiết liên quan thả ná là nghe hào quang ra đúng sáu màu vậy đó. Cái thứ hai một lần nữa, như Ngài biểu diễn song thông này cũng dùng cái đó để cho ngoài đạo ớn là thôi. Chứ còn mấy khi khác là không thấy chỗ nào nói Ngài có hào quang đó, Ngài đi tới lui hoài người ta đâu ai biết đâu. Nên nói Ngài đi, Ngài gặp cái ông Chiếu Quá Cả sau này làm học trò Ngài đó, hỏi Ngài nói ổng không tin nữa mà lúc đó Ngài đâu có biểu diễn chứ không coi có hào quang đâu, thấy không? Mà mình nó phải nói cho cỡ mình mà thấy người đi mà tự nhiên có hào quang rồi mình tưởng ma nó về mệt nó chờ bỏ chạy nó chờ đó. Thành ra không có đâu, chỉ có một hai trường hợp thôi chứ không có lúc nào cũng có hào quang, giống như trong mấy hình vẽ Ngài đi đâu lúc nào cũng có hào quang, không có đâu. Ngài đi đâu cũng rất bình thường, đến nỗi là Ngài đi qua cái vụ cô mà Ma Khanh Đi Gia đó, nhớ ông già cô là ông Ma Khanh Đi Gia tính gã gái bên Ngài ngồi đây đó, tại vì thấy cái video bằng chân cái người nãy thôi chứ đâu có thấy hào quang hào huyết gì đâu, thấy không? Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, sau đây con thấy Định Tuệ Song Tu đặt câu hỏi: kính xin sư giảng sự khác nhau về cái biết của tưởng, của niệm, của thức và của trí. Chấm hỏi. Và dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thà Dạ kính bạch chư Tông. Dạ kính đưa chư quý vị cái biết của tưởng là biết qua điều kiện, ví dụ mình đã từng kinh nghiệm qua, từng gặp qua điều kiện, sự biết qua sự ghi. Còn thức là cái biết thông thường, khi nào mà có đối tượng là nó biết. Còn cái trí là biết nó tương đối, nó professional hơn.
Thì thường thường trong các chú giải người ta không có giải thích cái niệm nhiều, mà người ta giải thích cái tưởng với cái thức với cái trí thôi. Thức thì không biết con nít gì đó. Thấy thì nó biết thôi chứ nó không biết gì. Cái tưởng là biết có điều kiện, tức là ví dụ vàng biết vàng nhiều cái gì, nhưng mà không biết cái giá trị của cái mình biết. Chỉ có trí là biết cái giá trị mình biết, thì biết vàng là giống như người, cái biết của người thợ thợ vàng rồi đó. Là đó là những cái thí dụ để cho thấy ba cái sự khác biệt nhau này vậy. Thì chữ tại vì người ta không có giải thích cái chữ ấy, nhưng mà kì chúng tôi có coi trong cái từ điển mà có mấy ông Tàu á, thì cái chữ tâm ở dưới cái bộ kim á, tức là biết ngay lúc đó, biết thấy là biết liền, thì gọi là niệm. Chứ còn mấy cái khác thì không có gì đặc biệt, chỉ có trí đặc biệt là nó biết như là professional hơn thôi. Chứ còn bình thường mình thấy đối với mình thì mình cũng không phân biệt được cái nào lúc nào là tưởng không ấy. Thường thường biết qua điện, tức là mình thấy màu xanh, mình biết đó màu xanh là sao, này thấy cái màu đó biết liền, thấy màu đó biết liền đó. Còn cái thức thì có đối tượng là nó biết, nó chẳng biết cần biết cái đó là gì đó. Không cần biết đó là gì, cái gì đấy đó là nó mới cần biết cái đó là cái gì, mà hãy thấy biết là nó phát sanh, nó tới trong cái lộ trình tâm là nó biết cái đó thôi. Còn hai trí thì nó đặc biệt hơn, giống như là khác nhau. Nam mô Bụt. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời Bụt tử chúng ta tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình bằng cách text chat hoặc là mạnh dạn giơ tay lên đặt câu hỏi. Trong khi chờ đợi, con xin phép có một câu hỏi. Thôi có câu hỏi rồi. Định tuệ song tu, kính thưa sư, trong tám tâm tham thì có loại tương ưng kiến hợp tà, có loại không tương ưng kiến ly tà. Nhưng tại sao cả hai tâm sân thì chỉ có tương ưng phẫn uất mà không có bất tương ưng phẫn chấm hỏi? Dạ con cứ thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Bởi vì hợp tà hay ly tà tức ngã mạn, nó đều phát sanh trong các tâm bất thiện. Còn mà tương ưng phân quốc rồi không tương ưng phân quốc, tại không tương ưng phân quốc nó có tâm sở a đô xạ rồi. Mà a đô xạ nó là thiện pháp, nó có cái đó, thành ra muốn nói tới bất tương ưng phẫn quốc tức là nói tới tâm sở a đô xạ. Chứ còn trong tâm bất thiện thì là không có chỗ nào, nghĩa là bất tương ưng ngã mạn, bất tương ưng tà kiến nó không có, mà chỉ tương ưng cái đó thôi. Lên tới cái những cái trên thì không thấy đó lý do tại sao mà chỉ cho tương ứng với phần quốc mà thôi, chứ không có giải thích thêm. Còn tại lý do là cái phần ngược lại của nó có trong tâm thiện rồi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ dạ xin mời quý Phật tử chúng ta tiếp tục nêu lên những thắc mắc. Trong khi không ai hỏi, con xin hỏi một câu hỏi ngoài đời một chút. Ở chung quanh tiệm của con thì nhà thờ nó nhiều lắm, tức là cũng cả chục cái, giống như là cạnh tranh vậy đó, nhà nhiều lắm. Rồi nhiều khi đi ngang giờ cũng thấy cái nhà thờ bự cất rất là nhiều tiền nha. Mà một tuần họ làm lễ có một lần hai lần thôi. Rồi nhiều khi xem video thấy đạo Phật mình ở Việt Nam bây giờ cũng rất là nhiều, chùa rất là lớn, chùa phải dữ hơn nhà thờ nữa. Thì nhiều khi con suy tư, sư con không biết rằng là khi mình cất cái chùa đó thì mình tính trên số người tu hay là mình tính trên vấn đề du lịch nhà? Bởi vì có nhiều chùa thì họ mang sắc cái là quảng bá để nhiều đến người ta ngắm, nhà ngắm danh lam thắng cảnh, thì trong đó có cái cảnh chùa cũng là một cái danh lam thắng cảnh.
Dạ thì ý của con hỏi đây, khi mình cái mà đúng nhất á, là mình cất chùa mình tính đến nơi để cho chư tăng ở, hay là mình tính như thế nào để mình chuẩn bị cất cái ngôi chùa thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Thật sự cất chùa là để họ nuôi mạng nhiều nhiều hơn là cất chùa để họ tính cái gì khác. Cái lý do đó, cái lý do mà sở dĩ chúng tôi nói vậy đó là tại vì cái người tu là phải học theo cái điều kiện của Đức Phật. Mà mình không học đúng điều kiện Đức Phật mà lập chùa là đặt vào thời Đức Phật thì không có lập chùa. Cái chuyện lập chùa là do cận sư nam của sư nữ làm, nhưng phải do chư tăng làm. Thành ra ông sư mà ra kêu gọi xây chùa là thật rồi ha, nói theo luật pháp Đức Phật chứ không có nói theo ai đó. Là nhớ ngày cái Đức Phật hồi xưa đó, ngày khi ngài mới đắc đạo quả, ngài có tính chuyện lập chùa đâu, phải không? Thành ra cái chuyện lập chùa là không có trong cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà đó là nhiệm vụ cần siêng năng, vì nó muốn có cái chỗ quy tập để cho chư tăng có chỗ ta túc nó tương đối an toàn, để mình có dịp này có người giảng đạo thuyết pháp cho mình, nên họ mới cư sĩ nam cư sĩ nữ mới tính cái chuyện lập chùa, chứ không phải là ông sư, không phải là tu sĩ. Còn bên công giáo thì nó khác hơn, là công giáo là nó do cái bài lò của Vatican là mỗi cái gì địa phương nó phải có cái chùa, cái nhà thờ. Mà tại sao thấy nhà thờ nhiều? Tại vì nó có giờ nó có hàng trăm cái tông phái khác nhau trong cái đạo Thiên Chúa đó, đó chưa kể Tin Lành đó. Tin Lành Thiên Chúa là gì ông sùm nó nhiều, thành ra nó khác nhau hết đó, cho nên nó không ấy thì nó mới lập chùa nhiều. Ngay cái Bắc Tông gì cũng có tổ nhiều quá, tổ Khánh Anh, tổ Liễu Quán, tổ gì ông sùm ra cái lập thôi. Nhưng mà lập không phải để làm đúng theo cái lời Đức Phật dạy. Với lại Phật dạy mình muốn làm ông sư không phải dễ. Phải rồi, trước khi mà muốn rời thầy tới độ phải học trong vòng 5 năm. Mà học trong vòng 5 năm đó. Quý vị biết học trong vòng 5 là 1 phần 3 cái bộ tâm tạng chứ đâu hết đâu. Nghe học lực đầy đủ học ấy. Nhưng bây giờ quý vị cái thông tin này cứ đi hỏi mấy tu sĩ mà Phật giáo rồi coi hỏi rồi. Bên Bắc Tông này 200 năm giới có gì có gì, nó không thường thường là cà lắm hết á. Nguyên tiểu gì 257 giới của ông có gì là cà lắm hết á. Tại vì tu 1-2 năm chưa hết là đã đi ra lập chùa rồi, tự mình lập chùa đấy. Cái gì mới lập chùa là tốn tiền, tốn bạc, rồi tốn công, tốn của, đâu hay không rồi có chùa. Thầy giờ đâu học. Phải không? Thầy nó làm không có đúng luật, nó mới, nó giờ nó mới nó thành thời tượng pháp, thì giống như Phật pháp chứ không phải Phật pháp. Nhớ đó, cận sinh nam nữ thì có ba ba chuyện: học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thì cái chuyện hộ pháp rồi chuyện là tạo chỗ cho chư tăng ở. Còn ông sư thì học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Đó. Thành ra không có dính dấp tới chùa chiền nhiều. Nhưng mà bây giờ mà không dính dấp tới chùa chiền thì ở chùa nhỏ là ta khinh, chùa mình phải chùa lớn thì nó mới được lên hòa thượng thượng tọa, rồi nó mới có bao nhiêu chuyện nó tào lao rồi đó. Là nó gì sống ở cái thời tường pháp rồi, đừng nên thắc mắc nhiều nha. Vì nên lo thân như quý vị làm ngày hôm nay mình học được bao nhiêu chuyện về Phật pháp, cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì mỗi lần á mình hít hơi thở vô chưa chắc mình có đủ khả năng để mình thở ra, mình ngồi đây cho ngày mai có thể là kiếp sau của mình không chừng. Mà mình phí thời gian để đi lập chùa lập chiền, cái chuyện đó là không phải Đức Phật tán dương rồi, không phải là điều Đức Phật tán dương rồi. Đức Phật dạy cái người mà kính trọng Như Lai là người hành theo pháp Như Lai, chứ không phải là người kính trọng Như Lai là người lập chùa cho lớn. Mình học mình đã thấy những cái điều đó, ngay cả Đức Phật mình không có thầy, không theo lời cái thân giáo này. Ngài sanh ra ở rừng đầu trần chân đất, tới chừng ngày cuối cùng ngài đi bộ về Cù Xì Na Ra cũng đầu trần chân đất. Ông sư bây giờ ra khỏi chùa thì lọng che
xe Lexus, xe Camry rồi này kia, giờ đang mình đâu có theo ngài đâu, phải không? Nói chuyện gì tới nó phải tới thôi quý vị. Đừng có thắc mắc gì cho mệt. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sa thú dạ, kính trường sư Liễu Tông đã giảng dạy thắc mắc của con. Sau đây con thấy Thi Lâm post lên câu hỏi Phật tử: khi mình muốn tu tập hành thiền thì trước hết người Phật tử phải có những điều gì trước tiên phải làm? Xin ngài quan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Kính tri ân ngài. Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thầy giá kính bạch chư tôn nghe giả kính thưa cho quý vị. Quý vị muốn đi hành thiện, trước hết quý vị phải học. Học những cái điều thiền chỉ và những cái điều gì liên quan tới thiền quán. Học xong rồi phải tìm tới cái trường thiền tứ thiệt. Trường thiền có thiền sư đàng hoàng á. Rồi mới cái gì đó mới dạy cho mình. Cho tới khi nào gì nó có thể tự hành được rồi mình mới đợi trường thiền để mình về mình tự hành. Chứ còn nếu mình không có những cái điều kiện đó thì hành thiền biết là nó mất chữ hát à, lúc đó phiền. Không phải dễ. Thiền là cái con đường mà đi để đưa đi ra khỏi cái luân hồi này, nó không phải là dễ. Những cái trường thiền mà khó khăn ở Thái, Miến Điện vậy đó, mình không nói được tiếng ngôn ngữ họ đã không nhận rồi. Hoặc khi mình nói được ngôn ngữ họ nói hỏi mình về thanh tịnh đạo đọc được bao nhiêu phần trong thanh tịnh đạo mà nó chưa đọc rồi họ cũng không nhận thôi. Mình muốn hành thiện minh sát mà họ có học gì pháp chưa, nó chưa thì cũng họ không có nhận đâu, bởi mất công công ấy đó. Nó cái điều kiện nó rất là khó khăn chứ không phải dễ đâu. Có những cái trường thiền ở Thái Miến Điện mà trường thiền trong rừng tứ thiệt đó, nghĩa là nó không có đông. Nhưng mà ông sư phải là sống giống như cái thời Đức Phật vậy đó. Ngày nào phải ôm bác đi bệnh giống ai nuôi đó. Còn bây giờ quý vị vô những đường thiền mà họ nuôi, họ nấu cho ăn rồi này kia, sụm đấy là tự nhiên mình dễ vui nào, mình không có hay. Không có hay. Phải đi trị bệnh mỗi ngày đó, chứ không có ấy đâu. Mà quý vị biết đi trị bệnh nó đo lường cái phước của mình ghê lắm. Đi trị bệnh bữa đói bữa no. Đó là chưa kể bệnh hoạn rồi này kia, bởi vì những món ăn mình ăn nó không có thích hợp cơ thể mình đó. Mà thứ nhất là những cái thứ đó bởi vì biết nước mà nó đâu có cái điều kiện là độc giống như mấy nước ở Tây Phương này đâu. Bởi vì bật cái chai nước lạnh đâu, quý vị có thể uống liền ngay cái nước phong tên như uống được liền. Còn bên đó quý vị bật nước phong tên quý vị uống là tào tháo được. Chứ không phải dễ đâu ha. Thành ra nó rất là nhiều khê chứ không phải dễ. Thành ra đa số là người ngoại quốc mà tới thì ở mấy thành phố lớn không cho nó dễ thở. Vô những trường thiền mà họ chỉ muốn mục đích họ giới thiệu những cái pháp thiền riêng của cái hệ của họ thôi đó. Thành ra học thời gian sau tự mình phong thánh cho mình chứ không ai ra cho mình đắc. Còn thứ thiệt á, trẻ dưới tóc giải quý vị, cho nó không có dễ giống như mình tưởng. Lâu lâu mà đi từ bình mà được ai dân cái cánh gà chiên bơ là bảo đảm về ăn quên quán luôn, bởi vì quán đó thành quán gà sao. Rất là nhiều khê rồi mà mới có pháp tiến bộ được. Bây giờ cũng vậy chứ, tới bên đó vậy nữa, nhiều khi ở trong rừng mà đi ra đâu có đi dép đi đồ được, đi phải đi chân đất, đi riết hư cảnh hết, rất là khổ. Tu thiệt là nó khổ ghê lắm quý vị. Vì không biết cái tu mà thiệt, chứ còn tu mà để biểu diễn chơi thì nó dễ rồi. Tu thiệt khổ lắm. Bởi vì chen nó phải giữ hết, phải học này kia một xong. Ngay cả ông vô mấy trường thiền mà khó ở Thái Miến Điện, họ chỉ cần hỏi mình qua 5 năm chưa mà mình trả lời không được, hỏi những cái liên quan tới giới bổn rồi này kia một xong mà mình trả lời không được là họ đã không nhận rồi. Chứ không phải là đâu phải dễ đâu quý vị. 5 năm học rất là nhiều chuyện. Thành ra họ không có dạy cho mình đâu.
mà chỉ cho đề mục rồi mình hành thiền lên rồi mình trình pháp rồi họ điều chỉnh lần 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 thôi, chứ họ không có không đâu mà phải dạy họ dẫn dắt mình từ A tới B, B C A tới Z không có. Vô trường thiền mà ở đây vô bắt phòng xẹp đồ này kia sùm chứ bên đó không có đâu. Họ hỏi xưa giờ hành cái gì, kể số kinh nghiệm cho nghe xong rồi nói tiếp tục đi mai trình pháp như vậy thôi. Mà quý vị vô gì dễ vui đâu có được. Dễ vui mà ai biết trình gì đó, nó rất nhiều khi nhiều chuyện lắm quý vị. Chừng hơi dễ rồi là số chùa ở bên Thái bên Đồ cũng do Phật tử họ ấy không à, nhưng điện vậy Phật tử ví dụ như huynh Minh Tâm mà tự nhiên có đức tin. Bây giờ cái dịch tiền nó cao rồi, hồi xưa 6 mẫu nửa triệu bạc, còn bây giờ là tới 12 mẫu 1 triệu của nó. Rồi mình xin dân trong xưa làm chùa nó mới ok, hồi xưa thì nó nhỏ, bây giờ vậy đó. Và mình vô mình xin, thì ông sư đó ông sẽ xách hết giấy tờ lên nhà tôn giáo, ông được trình xong rồi đó. Thì nhà tôn giáo nó mới trình lại cho hội đồng thần chúng cao cấp của Thái, thể ra Samakom. Thì khi họ nhìn tới nhìn lui họ quyết định xong rồi lấy này kim sùm rồi họ mới cho mình ra rinh cái đó trong hàng mấy năm. Nếu mình làm tiến bộ làm đầy đủ thì tiếp tục, còn nếu không thì người khác thế liền. Mà lỡ mấy ông sư mà làm không được là tài sản nó thuộc về tài sản của quốc gia chứ không có chùa của ai đó, chứ không phải mình thì mua đất xong xuôi rồi thì rên không được thì cũng tại chùa của mình không có đâu, bán được nó đó không có đâu. Khi mà đăng ký là chùa rồi thì không ai bán đó, bán không ai dám mua. Nói nó là tài sản của quốc gia, tài sản của nhà tôn giáo. Thành ra ở bên mấy chỗ đó nó khó khăn lắm chứ không phải dễ giống như mình bây giờ. Nó sẽ sơ cho Quỳnh Minh Tâm biết để mà thất vọng. Nam mô Bích Thầy dạ. Kính bạch chư tôn hiền dạ. Kính thưa chư quý vị, tất cả những phước báo nào phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay, hãy xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngàm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sẵn Kha và Nam mô Rất Thành Nát Tây Giác Sa. Dạ sa thú sa thú sa thú và con kính tri ân sư Liễu Tông ạ. Dạ xin mời đạo tràng ai biết tụng kinh lên tiếp tục giùm mà không có tụng kinh nè. Dạ xin mời vị nào dạ biết tụng kinh có thể lên tiếp tục chương trình cho dạ, Minh Tâm không có thuộc kinh và dạ, xin sám hối với đạo tràng. Dạ cũng kính cảm ơn quý vị đã vào đạo tràng để nêu lên những câu hỏi và cùng nhau học hỏi. Dạ trong đạo tràng có nghe con nói không ạ? Alo alo 123 123. Dạ con thấy cô Meta giơ tay. Dạ sa thú, dạ con mời cô Meta. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ nghe rõ. Dạ cảm ơn. Yes, Metta xin sám hối Phật Pháp Tăng. Utta mang ghê na quan đề hằng bả băng sâm Warutta mang bút thề vô khá lý tô đô sâu
Bút thô khá má tú tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thành. Các tội lỗi mà con đã vô phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út măng ghê na quanh đề hằng thâm mạnh cha đu quy thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mạng ghê ná hoành đề hằng sáng khành cha đu quý đô ta mạng sáng khề vô khá lý tô đô sô sáng khô khá má tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin dân mít đến ngày Trí Đức để xin chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi đến pháp. Dạ, con kính dân mít đến cho ngài. Hùng Adu Sapa Mungalong Rakhandu Sapa Devata Sapa Buddha Dupa Vena Sada Sote Puvandu Te Puvadu Sapa Mungalong Rakhandu Sapa Devata Sammatamma Dupa Vena Sada Sote Puvandu Te Puvadu Sapa Mungalong Rakhandu Sapa Devata Sambasangta Dupa Vena Sada Sote Cầu văn tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thần lợi thường thường đến người. Sa thú lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ, an vui lâu nạn tai, hưởng phước dài bền lâu, chúng con hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Văn kinh cú sa la cấm mang kết ta bằng ký ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sạch ta sanh nhi nô ách ti về cha sạch ta sanh nhi nô ca lăng quỳnh nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi phá hoàn tu tê về tăng ca tăng su quý đi tăng định năng buồn nhã pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan ti đề hoa ganh tòa ni huệ đa dùng sắp bê lô cầm ni về sạch ta chi quan ta ha ta hê tu ca ma nhun năng phù cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn.
Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Ý đăng quá ta mê bún nhăn a sa quắc khá gia quang hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mẫn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài có thể đóng room ạ. Dạ con xin dâng mic đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia. Chúng ta sẽ nghe bài kinh về Tam Quy để kết thúc vào buổi sinh hoạt của Lão Cha. Buddham saranam gacchami. Shine.
Thông.